bỏ đi như kẻ không nhà. Ba! Ba ơi ba! 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 Đi! Hả? Gì? Nó... Nhanh! Đi! Gì? Gì? Gì ba? Như về tới nhà mà... Bộ đến bét ba hay sao mà tự nhiên bà làm lớn như vậy? Đâu, đâu có, anh hai kêu là kêu em ba đó. Kêu em ba thì phải nói rõ ràng em ba. Kêu ba ba. Tại anh gấp quá, thôi mà đừng có nóng giận mà ngồi xuống nè, dép của em nè, đó, anh đi lụm cho em thấy không, hả, thôi mà đừng có giận anh mà, nè, má mất, má nói là anh ở lại là phải bảo bọc chăm sóc cho em, bởi vậy anh phải đi theo lo lắng cho em như vậy đó. Má kêu bảo bọc lo lắng là lo lau chùi tắm rửa cho tôi, hả? Lo ăn lo uống cho tôi chứ không phải là lo đi cái chuyện tào lao, đi lụm chiếc dép của tôi. Trời ơi. Cái chiếc dép này là tôi cố tình làm rớt lại để có một nữ đại gia nào đó, người ta để ý tôi, người ta lụm xong người ta đem đến đây người ta trả. Người ta để ý tôi xong người ta đến đây chả thấy cái nhan sắc tôi, cái người ta sẽ chốt đơn, tôi chốt kèo, hai đứa chốt cửa lại, tôi đổi đời. Hư cấu vô cùng luôn ba. Cái hồi tôi... nãy mà anh không giật đôi dép này lại là em chốt cái đơn kỳ lắm. Kỳ hồi nhỉ? Nãy không phải là một nữ đại gia mà là một nữ đại gia lụm cái này. Mà không phải dè thường nữa. Dè gì? Dè chai nha. Anh phải giành giật lắm mà anh mới đem được dép về cho em đó. À, thôi mà đừng có giận anh mà. Trời ơi, thôi bây giờ nghe lời anh. Cái gì? Đừng có hư hỏng nữa. Em đi chơi bờ như vậy á, Dượng biết á là Dượng rầu lắm, Dượng buồn đó hiểu không? Rồi mẹ trên trời mẹ cũng buồn, rồi anh cũng buồn nữa hiểu không? Buồn gì? Buồn gì rồi cũng sẽ qua. Chỉ có buồn ngủ là ở với ta suốt đời. Buồn gì mà buồn? Mệt em quá. Thơ thẩn đồ nữa. Thôi bây giờ nha, nếu mà em đã nói cái thơ buồn ngủ đó, thôi bây giờ em vô buồn em ngủ đi. Cái gì vậy? Bây giờ mà em không vô buồn ngủ là tới em buồn đó. Bây giờ tự nhiên kêu tôi đi ngủ. 10 giờ. 10 giờ sáng tự nhiên kêu tôi đi ngủ, sao tôi ngủ? Dượng kiếm em từ khuya qua tới giờ đó ba. Trời ơi, anh khó khăn lắm anh mới giấu giếm được đó. Ba kiếm tôi sao không nói? Cái gì? Ba kiếm tôi phải nói cho tôi biết chứ, bây giờ ba biết tôi đi ra đường là chết. Ui. Trời ơi, anh cũng đi. Bây giờ em chạy vô ngủ liền. Vô trong phòng ngủ. Nếu mà ba có thấy được hay là ba có biết được, phải nói là không có thấy tôi nha không? Trời, yên tâm em ba nè. Dượng mà hỏi nha, là anh nói là em nằm trong phòng. Dượng nó bị lớn tuổi, Dượng nhìn không thấy. Được không? Quá được. Hợp lý không? Bây giờ tôi mới thấy anh xứng đáng là anh hai của tôi. Được. Yeah. 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 Dượng. Ủa, như Dượng. Dượng mới dậy hả? Ba. Dượng. Ba mới dậy lâu rồi. Tao vậy tao đã chải cái đầu tóc tao láng mưa rồi. Thôi ba để cái đầu tóc lạ quá. Dạ ba, con cũng mới về đó ba. Ê à. con mới dậy. Mày đi đâu về? Cả dạ. Đêm không thấy mày ở nhà. Dạ, dạ đâu có con. Con mới dậy con ở với anh hai nè. Em nó đi đâu? Dạ em đi làm mấy chuyện tục nó. Không cái gì? Tục thể dục. Em đi tập thể dục đúng rồi. Đúng rồi. Dạ đúng. Con tập thể dục là để cho thục thiệt dễ đó ba. Dạ. Ba biết không, con tập thể dục mà ba. Cả đêm luôn, trời cả đêm con chạy quá trời con chạy luôn. Con chạy bán sống bán chết, con chạy một hơi mà con quay lại con nhìn lại. Rồi không thấy ai xung quanh con hết, con về đích luôn á ba. Thiệt đó, thiệt. Mày chạy với cô Hồn hả? Dạ không, con chạy với người. Đâu có ai mà chạy thể dục mà chạy cả đêm như mày. Dạ. Tao không bao giờ tao tin được cái mặt mày. Dạ. Còn con. Dạ. Mày phải nói cho tao biết. Nó đi đâu? Em ba đi. Đi đâu? Em ba đi. Đi đâu? Đi đua xe bị bắt xe rồi. Mày đi đua xe? Dạ. Mày hết quân đề, đá gà, giờ tới phiên đua xe. Ba, nghe con nói, con không có đua xe. Con là con ngồi coi người ta đua xe. Mày ngồi coi đua xe mắc mớ xe mày bé bác. Ba biết con bị liệu mà. Con đang ngồi coi đua xe vậy đó, cái tự nhiên con thấy người ta chạy đua xe vậy, tự con nghe cái tiếng bắt đua xe, con nghe tiếng bắt cái con phóng lên cái xe, con nẹt ra cái con chạy, trời ơi con chạy một hơi con quanh lại và con về tới đích luôn, người ta phát cho con cái giải nhất luôn. Mày hay quá, mày bị liệu kiểu đó nghe, tao giết mày có ngày. Dạ. Mày vừa phải phải thôi, nhà này ăn núi gần lỡ rồi đó. Mà em có khiếu lắm Dượng, em chạy không ai bắt được em, người ta chỉ bắt xe thôi Dượng. Nó lọt đi đâu mà không bắt được nó. Dạ em. Mày càng lúc càng điên rồi nghe. Dạ. Cơm nước sao rồi? Dạ rồi, con chuẩn bị rồi Dượng. Vô dọn cơm. Dạ con đi dọn cơm cho Dượng liền. Ê bội. Hả? Anh hai đâu vậy?
đi vô dọn cơm. Thôi đi dọn cơm. Trời, bộ nhà này có mình ba ăn hả? Bộ tôi không ăn hả? Quên. Em ba từ khuya tới giờ. Rồi em ba ăn gì nè? Tôi đau răng, nấu cơm nhão cho tôi ăn. Ồ, cấu hình răng em ba như vậy mà cũng biết đau nữa hả? Trời, ý là nhìn cấu hình răng em mạnh quá mà vẫn đau hả? Rồi, đau. Giờ tôi ăn cơm nhão. Không. Dạ. Tao ăn cơm khô mà. Thì ba cứ ăn cơm khô đi, con ăn cơm nhão. Rồi. Nhưng mà tao tới tao ăn cơm khô mà. Có cơm khô cho dưỡng, có cơm nhão cho em ba luôn. Rồi. Nè. Ê. Hả? Bộ không lẽ giờ đi ăn cơm không hả? Làm ơn luộc cho tôi hai cái trứng gà luộc nha, ăn có chút bổ dưỡng để tao còn tập thể dục. Mày sao mày khó mày đi ơi. Tao ba kỳ quá, con thích gì ba chiều con chứ. Ăn khó quẹt. Rồi. Tao ăn khó quẹt. Dạ rồi, quẹt dưỡng có khô quẹt, có trứng luộc luôn. Rồi. Dạ, làm ơn nha. Lần này hôm nay làm ơn đem cho tôi đôi đũa ngà cho tôi ăn. Không, kho quẹt là phải quẹt bằng đũa tre. Con quẹt đũa ngà nó trơn, nó không có dính nắm đâu. Ba, đũa tre nó xước cái nú răng con. Nhưng mà đũa tre nó tao ăn kinh nghiệm hơn, tao quẹt nó dính. Rồi, bình tĩnh. Dượng với em ba bình tĩnh, có đầy đủ luôn. Rồi bây giờ là Dượng là lấy đũa tre quẹt trứng em ba. Cái gì vậy? Tự nhiên ta lấy đũa tre ta quẹt trứng ăn chay. Không, đang nói gì. Không, với là Dượng cầm đũa tre ăn khô quẹt, còn em ba là cầm đũa ngà ăn trứng. Trời, đúng con, rồi. Con đã bị thần kinh yếu rồi mà gia đình còn nói vậy là sao? Bây giờ ngồi đây, con vô chuẩn bị. Nhanh đây. Con ngồi vô chuẩn bị liền. Mày đó nha, đừng có ỷ nha, đừng có ỷ tao là cha ruột mày, nó con ghẻ tao rồi tao binh mày tao bỏ nó nha. Ba ơi ba, ba nên mừng vì có con là con ruột của ba. Con hơn cha là nhà có phúc đó. Có, mày đẹp hơn tao cái nhan sắc thôi đó. Hôm nay nhưng mà con thua ba, tại bên cái nay cái tóc ba chải lạ quá. Ba, con giống ba quá, ba cho con 100 triệu đi ba. 100 triệu chi? 100 triệu con qua Thái Lan. Mày đi chuyển giới hả? Ai, con thích làm đàn ông lắm, chuyển giới gì? Tự nhiên là khùng đi xin 100 triệu chi mày? Con nghe nói ở trên mạng đó là có cái bà hoa hậu phu nhân đó, bà hoa hậu Thành Đạt, danh nhân Thành Đạt, là bà coi như chuyến này bà qua bên Thái Lan, bà coi cái show bà ghi bài này 40 năm gì đó, bà sẽ ngồi cái ghế hàng đầu. Bây giờ bà cho con 100 triệu đi, không con mua cái ghế hàng đầu con ngồi kế bên bà, cái bà nhìn con nhìn bà nhìn con nhìn bà, hai đứa chốt hàng. Con đổi đời luôn. Tao nói mày nghe nè. Mày xin tao 100 triệu để mày ngồi hàng đầu hả? Yeah. Mày đưa tao 2 triệu tao cho mày ngồi đầu tao nè. Ông nội mày. Ba kỳ quá à. Cái mày nghe mày làm như tao không biết cái tiếng Nga họ bán vé bao nhiêu hả? Mày xin 100 triệu mày ngồi hàng đầu. Trời ơi, thì bây giờ cái đâu ghế... có giá dữ dằn vậy. Không, nhưng mà còn cái áo quần ba phải đầu tư cho con chứ. Còn tao nói mày nghe nè, tự nhiên sao mày nói có bà doanh nhân Thành Đạt nào hoa hậu đi, hoa hậu thằng doanh nhân Thành Đạt nè, bà mày ngồi gần bả cho bà khỏi coi luôn hả chị? Bà nhìn mày bà ói, bà cắm đầu xuống bà khỏi coi luôn á. Ba kỳ quá, người ta thưởng thức chương trình nhá. Ô ba kỳ, ba phải đầu tư, ba phải nghĩ đến tương lai. Ôi cho con chứ. Ôi tương lai gì con ơi, tương lai con mịt mờ lắm con ơi. Con nói bà nghe nè, bây giờ ba không cho tiền đúng không? Không, bán nhà. Bán cái cù loi gì vậy? Nhà mày hả mày bán? Nhà là nhà của tao. Nhà nào nhà của ba? Nhà của này... má con. Thì nhà của má mày, má mày là vợ tao, bà chết bà để lại cho tao là nhà của tao chứ có đâu tới mày. Gì vậy? Là của chồng công vợ mà. Bà nói gì? Của chồng công vợ hả? À. Của chồng nào? Chồng trước của má con là ba của anh hai đó. Thấy không? Ông chết ông để lại cái gia tài. Thấy không? Ba dụ dỗ ba hốt má con. Thấy không? Rồi giờ bà chết, cái rồi bà hưởng hết cái gia tài. Của nào mà của ba? Công nào công của ba? Mày đến nha, tao đập mày à. Mày nói cái chuyện cái của đó nha. Tao có thể châm trước được là tại của cha thằng hai để lại. Nhưng mày nói tao không có công là tao quánh mày. Công gì? Bà có trời công gì? Trời ơi, tao hì hà hì hục mấy năm trời mới loài ra mày đó. Tao có công không? Trời ơi, mấy năm luôn hả ba? Mấy năm nè. Trời, con đâu có biết ba yếu như vậy. Giờ ba nói con mới biết luôn á. Đó, mới đẻ ra mày mạnh nè. Trời, ba đi. Trời ơi. Không, không cho bán nhà đi. Dẹp đi. Mày ăn cơm à. Mày để tao ăn cơm cho ngon nha. Tao chưa quánh mày cái tội đi đêm à. Cơm đâu? Dạ cơm tới mày rồi, cơm tới rồi. Mình có 100 triệu cũng cho. Trời ơi, ăn rồi mày cứ tù muốn tù tao chết hoài. Thì trước sau ba cũng chết mà. Hai tay bưng bát cơm đầy, gia đình hòa thuận tụi mình ăn cơm. Trời. Đây, hai đứa bay đồng lõa muốn giết tao chứ vậy? Giết gì? Đem cơm cúng ra luôn rồi.
Dưỡng nói như vậy, cái tiểu cảnh này là đồ ăn của Dưỡng với em ba ngày hôm nay. Trời mà ơi, tao nói là tao ăn cơm khô mà. Thì có cơm khô mà. Cơm khô đâu, cái này cơm nhão mày in một cục y như cơm cúng vậy. Không có, Dưỡng, Dưỡng sai rồi Dưỡng. Ở trên là cơm nhão, bây giờ mà Dưỡng ăn cơm khô, Dưỡng chỉ cần gạt cái lớp cơm nhão là cơm khô nằm ở dưới. Đây, mắc mớ mày đưa cái đôi đũa trẻ này. Tao kêu mày lấy cái đũa tre để tao quẹt mắm quẹt cho nó dễ. Tự nhiên mày chẻ đôi đũa cái ra bông vậy. Không phải, cái này là cái đũa để ăn khô quẹt đó Dưỡng. Ăn khô quẹt cần gì lấy cái đũa này làm gì? Trời ơi, con biết cái nương cái nết của Dưỡng mà. Bây giờ con tưởng tượng này, cái đũa này mà ăn khô quẹt chấm được bao nhiêu khô quẹt đâu. Đúng không? Cái đầu này mà chấm vô, trời ơi, coi chút ép. Làm sao mà đã cái nương của Dưỡng. Đó, con là con làm cái đũa này là để ăn khô quẹt nè. Dưỡng lấy cái đầu này nè. Rồi nó một cái trời khô quẹt kìa. Đó, bây giờ nha, Dưỡng đưa vô miệng. Dưỡng làm nhiều khi nó lên đường luôn á Dưỡng. Thằng ngu, thằng ngu thiệt. Đúng, ăn nước mắm nhiều là phải lên máu, lên muối cho mắc mơ ăn mắm mà lên đường rồi thằng điên. Không phải, tại cái này con chuốt nó còn sơ sài á, nó bén á, nhiều khi đưa vô rút cho rộp không cầm máu được là lên đường thực sự á. Đây lòi ra ý đồ là tụi bay muốn giết tao nha. Không muốn có giết tao để bán cái nhà này đúng không? Ủa bán nhà gì Dưỡng? Bán nhà ô. Bán nhà ô. Mẹ nào mua nhà mà như mua gia trai vậy? Người đẹp mà còn giàu tới đây. Cái nhà sập xệ này có ai bán không? Con điên. Đi ra bấm chuông. Nhà này bộ nhà quan chất chủ à, đi vô không bấm chuông vậy trời. Nhà này có chủ hả? Bán đi, bán tôi căn nhà sập xệ, tôi giật sập lại tôi xây nhà mới. Ủa? Bất động sản đang đứng lắm, thở oxy hết trơn hết trội rồi. Bán tôi đi. Tao tán mày sập xuống đây trước nè. Bất động sản đứng mà ông tán tôi sập làm chi? Tôi cũng ngồi vậy tôi mua à. Tôi mua giá một, không muốn bán tôi trả giá gấp đôi bán không? Không bán, cũng bán, đi bà, không bán. Ê trời, cái thằng bé cái mặt thú vị quá. Trời ơi, thằng bé này có bán không? Cái gì vậy? Tự nhiên thấy trai đẹp cái tươm tướp nhân cướp à. Nè nhà tôi không có bán thân nha. Không không, cái thân này là đền bù lại cho người ta chứ bán ai mà lấy. Cái này khu vực giải tỏa nè, bụng bự quá. Tại vì cái mặt giải trí nha. Ê cái mặt dễ thương, cái mặt này gọi là cái mặt ăn nhậu quá. Là sao? Người ta nhậu sắp xỉn rồi, ngựa ngó qua ta ói, ta nhậu lại từ đầu. Con mẹ này bà nội vô duyên. Bà nội vô duyên này. Mặt này mấy mẹ bán bia khoái lắm. Ê chê nha, chê. Con mang gì chê? Cái gia đình này nghiệp hay sao, ba thằng xấu đều. Ủa Dưỡng, cái khối simi này vẫn là con người hả Dưỡng? Ủa vậy là con người không phải đồ nhựa? Không phải, không phải cúp bé. Dạ đúng. Con quỷ, con quỷ robot này rồi đó. Robot này ở đâu ra? Không nhìn ra tôi hả? Ai đây? Hai Hường, người yêu của ông nè. Tàn 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 tàn. Hai Hường, bà đi đâu? Bà trốn đi đâu? Đứng đây. Ngày thường ha, bà nói tôi là đàn đúm ăn chơi ha. Tôi đàn đúm ăn chơi lộ ra mặt. Còn ba chơi lén lút. Chơi mà đến giờ nè, bồ nhí kiếm tới nhà luôn nè. Bồ nhí đâu bồ nhí? Lại đây tấm nụm lại nghe kể. Tôi không phải là bồ nhí mà tôi là bồ lớn. Ngày xưa tôi với ổng ở đợ trong ngôi nhà này. Tôi làm vú em trong ngôi nhà này. Rồi á, một tay tôi quán xuyến ngôi nhà. Tay bên này thì tôi nắm thằng này tôi cho bú. Còn tay bên này tôi dọn dẹp tôi lo toan hết. Tại lúc đó ông ốm yếu, tôi thấy thương ổng cũng cùng cái phận đi ở đợ để cho ông dưỡng sức. Chứ đâu đâu có ngờ tôi quán xuyến hết nhà cửa. Một tay làm vú, một tay quán xuyến. Ổng khỏe mạnh, ổng giọt lên ổng lấy chủ là lấy má của con đó, mới đẻ ra con. Chứ thật ra gì á là lớn, gì á là bồ đỡ lớn chứ phải bồ nhí. Trời ơi, vậy là gì là cái người mà cho con bú mớm từ cái thời đầu tiên rồi hả gì? Một tay gì đó con. Vậy là con biết bệnh thần kinh của con ở đâu ra rồi gì? Con... Tại tôi thấy tuổi thơ con dữ dội quá. Dữ dạ. Và giận nha. Dạ. Đúng rồi. Gì? Nó nói bà cũng đúng rồi. Nói gì đúng vậy? Đó, nó nói là bà cho nó bú mà bà nắm một tay bỏ cho bú rồi mày thấy nó điên không? Nó điên tới giờ đó. Ông sao tức cười quá. Thì ông này cho quán xí trong nhà rồi cặp ở đâu rồi cho con. Rồi sao tự nhiên giờ bà về đây? Tại bây giờ tôi ngon lành phải không? Tôi cát xưa đúng không? Quá trời. Quá trời quá đất chứ. Bị gì bây giờ giàu rồi. Hiểu không? Bây giờ quá trời giàu nhờ ông bỏ tôi. Trời thương người hiền mà còn đẹp. Trời ơi. Vậy
gì vậy? Khi mà trời nguyên rạp vậy? Đẹp. Trời ơi, nhờ như vậy đó tôi mới lấy được một người chồng ở LA. Wow. Hả? Gì? Dì dọn qua Los Angeles vợ luôn. Là ở đâu? Ở California đó. Là ở đâu? Ở Mỹ. Hả? Tôi qua LA, tôi buôn bán giao dịch mỗi một ngày 2,000 hộp. Trời ơi, 2,000 hộp xoàng luôn hay gì? Trời ơi, hộp xoàng mà 2,000 hộp luôn. Không, 2,000 hộp thịt lợn. Trời. Cái gì? Thịt lợn làm gì vậy? Vậy? Qua bển bán một thịt lợn mà tôi bán sỉ. Vào chấn động mà cái dòng Tây Mỹ mà nó khoái thịt lộn rồi đó. Nó ghiền cũng giống như ghiền sầu riêng, ghiền bún mắm vậy đó. Yeah. Hộp thịt lộn đâu có ăn trứng, nó ăn lận chục. Nó ăn xong nó nhào lộn chứ đi không nổi luôn. Trời ơi. Nó sung tới vậy luôn đó. Mà nhiều thằng nó ghiền kỳ cục lắm. Giống như bún mắm mà mình nấu cho nó không kịp á. Nó lấy cái miếng mắm nó tới nó xin miếng mắm. Nó chét cái mũi như sức dầu xanh vậy. Trời ơi. Hết công á. Thiệt. Có luôn hả? Nó bán lộn qua cái gì không? Gì tả nhìn sợ quá vậy. Không, nó thiệt cho nó ghiền bún mắm, nó ghiền dữ trời. Vậy luôn. Có vậy luôn. Ồ, nó ghiền nó mê dữ lắm cho nên bán bây giờ giàu lắm. Giàu ơi là giàu luôn. Cho nên lỡ giàu rồi là mình phải có chức vụ. Lén lén đi thi hoa hậu. Bây giờ tôi là đương kim vô địch hoa hậu. Thôi bà còn bà điên vừa vừa. Hoa hậu mà có vô địch. Ờ. Có sao không có? Đội hoa hậu phải có hạng cân chứ. Cao 1m50, nặng 50kg. Có hạng cân đàng hoàng. Cái hạng mà giò ngắn ngắn á, nó bu nó thi ông dữ trời lắm. Ờ, giò ngắn khoái làm hoa hậu. Nhờ tôi có tiền tôi bung ra, bây giờ tôi là đương kim vô địch hoa hậu luôn. Ồ. Vừa giàu vừa có tiền. Cho nên nhiệm vụ của tôi hôm nay tôi về đây là để tôi lấy một người chồng. Ủa? Hả? Vậy là cái vụ mà đồn á, đồn ở trên mạng là có thiệt á hả? Có nói ba rồi bà. Mà có cái đồn đại gì của tôi đó, tôi về tôi lấy chồng thiệt đó. Là bà đi coi Thiên Nga xong bà lấy chồng luôn á hả? Ờ, tôi á. Em Hường. Mày có khùng không? Bây giờ lỡ tao già ngồi đâu có lấy mà già như vậy. Đã lỡ lấy rồi là phải lấy trẻ. Bà nghe chưa, người ta lấy chồng trẻ. Mà nói về trẻ, ở đây ai trẻ hơn tôi? Tôi 25 tuổi. Anh hai 30 tuổi. 60 tuổi rồi ba. Ba đâu còn trẻ. Mày sinh năm mấy? 98. Thằng kia sinh năm mấy? 93. Tao sinh năm mấy? Sao bà? So là ba cái số, thay số nào nhỏ hơn? Số gì nào vậy? Nhỏ hơn mà. Vậy mà cũng được nữa hả ba? Không được. Muốn lấy vợ cỡ nào cho không được. Nín đi. Đã lấy trẻ rồi là phải trẻ măng, trẻ kiểu như là tươi xanh. Đúng rồi. Đây, Dượng đây, với... đây, đây, trẻ măng. Không, không, Dượng với em ba là thua rồi. Sao vậy? Mà tính về cái độ trẻ thì ở đây con gặp vú ở cái độ mà con trẻ nhất. Cái lần đầu gặp vú là con còn bú luôn đúng không? Đúng rồi. Đúng không, đúng không? Lúc nó mới đẻ ra cho nó bú cái đợp luôn đó. Đó. Hả? Không, nhưng mà nói nghe nè. Mày ở với tao dù tao không có công sanh mày nhưng tao có công dưỡng. Ủa, cái... à, dạ. Bây giờ Dượng hỏi con nè. Mày ăn hoài một món mày ngán không? Ngán. Ngày xưa mày bú rồi, bây giờ mày phải chừa cho... Trời đất ơi! Tào lao cái gì nữa vậy ba? Cái gì? Ông ta. Ê! Tôi nói lại rồi. Bây giờ tôi cần trẻ mà còn phải khỏe nữa. Cỡ ông là cai sữa được đó. Rồi. Khỏe thì khỏi cần nói. Thằng con ruột tôi vô địch. Ủa? Thằng kia nó bị tâm thần. Thằng này khỏe lắm. Tôi nói bà nghe tại sao nó khỏe. Bà chưa thấy đâu. Nó cá độ đá banh, nó thiếu nợ người ta. Người ta dí nó chạy từ lầu 1 tới lầu 20. Nó chạy lên chạy xuống 3 vòng. Người ta chận ở dưới nó nhảy lầu. Vẫn không chết. Thằng này là thứ trời đánh trật búa. Hốt nó đi. Wow. Khỏe gì vậy ba? Trời, ba khoe con hay là ba đang đứng con vậy? Tao thấy khỏe thôi. Nó khỏe là được. Khỏe được dạ. Khỏe đúng rồi. Bây giờ tao giàu mà. Vấn đề là bây giờ lấy tôi là đi theo tôi về nhà giả liền. Hả? Em Hường yên tâm. Anh giả được. Giả. Ừ. Giả. Giả. Giả chứ. Giả liền. Giả liền. Giả ngày giả đêm. Thôi thôi. Nếu giả ngày giả đêm cho tôi rút khỏi cuộc chơi. Bà cứ nhồi nhồi hoài để hai đứa con nó. Ủa nhưng mà giả là qua bên đó là mình giả luôn chứ mình không có đi du lịch giải trí rồi tham quan rồi rồi giả hả? Không, giả liền. Giả muối tiêu để bán một vịt lộn á. Và tất cả là phải giả, không được xay và không được mua muối tiêu sẵn. Tại nó nghe mùi mốc đó người ta không có thích. Ủa vậy là giả muối tiêu à? Giả muối tiêu bán vịt lộn á. Thôi bà ơi, vậy bà nói giả chi, bà nói về đâm muối tiêu cho khỏe đi. Đúng rồi, nói cái chữ đâm nó dễ là về là đâm ngày đâm. Được luôn, đâm muối tiêu cũng được.
không. Dạ? Tại cái món của Vũ bán nó có cái dầu dăm á, cho nên nói gì nghe nó cũng bậy bạ hết trơn á. Ủa? Nói chung là khỏi cứ, nhưng mà con làm được. Thôi ba, người đừng có tào lao quá mà suy nghĩ cái gì vậy nè. Suy nghĩ cho đàng hoàng nè. Tôi ngày xưa tôi ở đây, bây giờ tôi quay trở lại, hiểu không? Để tôi gặp ông. Hai đứa này nó như con tôi á. Tôi nói ông á, ông hiểu vấn đề không? À. Tôi về đây để tôi mua căn nhà này lại. Để làm gì? Tôi xây lên. Sau này tôi nó phải dựng vợ gả chồng về chuyện của nó. Còn tôi với ông á, ông bán cái nhà lại cho tôi đi. Là được. Không có bán. Bán đi mà. Tôi không có bán. Bán đi mà Dượng. Không bán. Bán đi. Không bán. Dù gì căn nhà này cũng là tài sản của má con mà. Bán đi mà Dượng. Không. Là các người ép con. Hả? Sao vậy? Là các người ép con. Nó lên cơn. Tại sao vậy? Con thì ta giả điếc chờ cho người hết giận ta khuyên. Dượng. Con ơi nhớ lấy lời cha. Dù không xin Dượng. Ngạ quỷ. Là ngạ quỷ. Tại sao cứ mỗi lần nhắm mắt trong đầu con chỉ toàn là những cái đánh ngạ quỷ như vậy? Cho anh vừa đời. Lỗi con Dượng. Cho con xin phép lui vào trong. Dạ. Con ơi. Con xin phép. Ông dạ. Có phải ngạ quỷ. Trời đất ơi. Quỷ. Không phải quỷ. Vũ nè. Vũ. Vũ hả? Thấy Vũ không? Dạ. Dạ. Con thấy vú. Trời ơi. Mừng quá nó thấy nó bị vết à. Nó phải thấy chứ sao mà thấy cả ề vậy mà không thấy. Trời ơi, cái lưng mà cũng có luôn hả? Thấy vú chưa? Thấy rồi. Tôi nè, tôi không phải quỷ. Bà đứng lòng lòng nó xong thấy được. Ờ. Bán nhà đi, bán nhà cho tôi. Không, tôi không có bán. Bán đi mà. Không bán. Là các người ép con. Là cơn nữa rồi. Để con. Tụng liền đi. Dạ. Anh em như thể tài chắc. Thôi. Anh em như đất. Trời ơi cha. Trời. Sao gì đánh con? Quá trời rồi mày nhắc qua cái mặt mày nghiệp quá mày tụng ai mày tính. Bây giờ tôi có một chút chánh niệm cho người luôn á. Mà kêu tỉnh làm sao mà tỉnh. Ông ơi, đừng có tụng niệm gì hết trơn á. Trời á, bây giờ nghe lời tôi nè. Mọi người ơi, tôi về đây là tôi mua căn nhà này lại. Mà tôi không có lấy cái này đâu. Tứ con, tứ cháu tôi mà lấy cái gì? Nhưng mà tôi không có bán. Bán cho tôi đi, tôi về tôi cất, tôi xây lên 7 tầng, hiểu không? Rồi xong rồi cho mỗi đứa ở một tầng. Còn tôi với ông mà lên tầng 7 thả diều. Ê, tao với bà lên tầng 7. Xin lỗi các con. Thời tới cả ông nội. Không sao. Hương à. Trời ơi. Vậy là hai đứa mình ở chung tầng đúng không? Đúng rồi. Thấy chưa? Cuối cùng cũng về tao thôi. Ok đó. Mà phước báo không được nhà, thì coi như ba được cũng được. Ký vô, ký vô. Hay quá. Trời ơi. Dượng ơi Dượng. Dượng ơi Dượng mà lên trên tầng 7 là Dượng bất tử luôn á Dượng. Có thời lắm con. Sao? Cái này là thiệt nha. Tại vì cái tuổi của Dượng bây giờ là gần đất xa trời rồi. À. Bây giờ mà có người tới xây 7 cái tầng mà đưa Dượng lên tầng 7 là Dượng nằm trong cái thế là xa đất gần trời đó Dượng. Hay quá. Vậy là Dượng thọ hơn đúng không? Trời ơi Dượng, bây giờ trên trời nó có 9 tầng nè. Mà Dượng lên tới tầng 7 là sớm muộn gì cũng... Bà nổi này. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, còn 2 tầng nữa là lên đó bà. Lẹ. Ê, ông lại đây. Cái gì? Đưa tay đây. Không, tôi... Bà ở tôi lâu mà không biết gì hết. Biết gì? Tôi đâu có biết chữ. Bởi vậy không biết chữ mới để lăn sẵn ngón tay nè. Hả? Đưa đây. Lăng rồi lăn vô đây, ngón kia. Chi vậy? Rồi, thằng con trai. Dạ. Lại đây viết chữ, tôi đã đọc đồng ý. Ủa? Bà. Ghi vô. Là xong. Đó, rồi. Ủa, cái này tôi chưa đọc mà đồng ý gì? Nó đọc được rồi. Mày bà, đọc. Con cũng chưa đọc. Nhưng mà con tin gì? Hai hai lại đây con. Dạ, giờ con nghe nè Vũ. Đây là đất của cha má của con để lại. Dạ, đúng rồi. Về với chú đây, ngày xưa cũng chỉ là ở đợ, là con hầu trong gia đình thôi. Nay vì có của gì mua miếng đất này lại, để dỡ lại cho con toàn bộ sở hữu miếng đất này. Ê. Sau này con làm nhà thờ cha má con. Vậy là bà gạt tôi. Gì vậy? Vậy là bà gạt tôi. Đã là. Dượng lại bà. Cái gì vậy Dượng? Bà gạt tao. Làm Dượng chú nói cái gì vậy? Cái nhà này là nhà của tao. Không. Nhà này là nhà của vợ ông. Vợ ông có chồng trước là ba nó bắt bớ về nhà của ông. Đây dạ. Không phải là nhà của Dượng. Mày. Đây nhà, không nhà. Phải là nhà của anh ba luôn. Không, nhà của má. Đồng sở hữu. Căn nhà này là của mình. Của tụi mình nè. Của tụi mình kìa. Đúng.
của ba thằng Minh. Mất dạy. Ờ, câu này mất dạy nhưng không mất nhà. Được, đây, 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 đây. Căn nhà này á, không thể nào mà đưa cho ai được hết á. Nếu mà không có Dượng, không có em ba, cái người bệnh hoạn như con làm sao sống được trên cuộc đời này? Đúng rồi, Dượng, cái giấy này Minh là một gia đình đó Dượng. Cho nên cái tờ giấy này, cái tờ giấy này không có nằm trong tay con được. Dượng, cái gì? Cái tờ giấy này mà xử lý sao đây? Hả? Được, bây giờ con nghe lời nè, con nghe lời gì? Căn nhà này ngày xưa là căn nhà gốc mặt tiền lớn lắm, mà bây giờ ba người đâu có ai đẹp đâu. Hả? Mà cạp đất ăn hoài đâu có được. Không, bây giờ cắt từng gốc bán còn căn nhà có chút xíu. Bây giờ nhà này thành nhà cấp 4 rồi. Nghe lời dì Hường đi. Dì Hường sẽ cất lên 7-8 tụi con dựng vợ gả chồng. Đứa nào cũng có một tầng để ở hết. Còn ba mày về với tôi. Tôi lo. Nhiệm vụ ông chỉ có giả mà thôi. Tự nhiên thoáng chốc tao làm việc kiều mày. Bye bye. Ba qua Los Angeles rồi ba bảo lãnh con nha ba. Không, nói gì chứ cũng đâu có đi liền được. Tại vì tao chưa có bắt bọt mà. Bắt gì? Bắt bọt. Ê, nó nghe nè, qua đây. Hả? Qua đây. Ông lấy bắt bọt ông đi đâu? Đi đi về Mỹ đó, Los Angeles đó. Tào lao đi Long An nè, LA đây nè. Ủa gì vậy? Vậy gì, ở LA là Los Angeles chứ gì? Tôi đâu có nói tôi ở Los Angeles bao giờ. Tôi nói tôi ở LA, tôi ở Long An bán dịch lợn. Ủa, trời đất ơi, mà bán sỉ nha. Giàu dữ trời luôn. Tôi mới gom một vịt lộn đó, tôi giao sỉ lên đây. Tôi đi ngang qua, tôi thấy nhà chủ của tôi tàn tạ quá, tôi gom tiền, tôi lên tôi mua đất. Chứ tôi đâu có nói tôi ở Mỹ bao giờ. Thôi, nói chung bây giờ thấy bà mua đất, bà cũng xây, bà lo nhà cửa cho tụi nó, tôi cũng vui. Ở nhà này không có ai làm ăn gì hết trơn hết trọi á. Bây giờ bà lên bà xây cho tụi nó, có cái cơ ngơi như vậy tôi cũng mừng, tôi về tôi phụ bà cũng được. Nhưng mà giờ tôi yếu rồi. Yếu cái gì, về chỉ giả thôi mà. Dạ ông nội. Trời, cái gì vậy? Còn cái chai là giả được hết. Tôi giao cho ngồi giả muối tiêu. Đây nè, có này uống đã lắm. Cái gì? Doctor Sam. Uống đi. Đi. Vô rồi ba. Chắc chắn giả được hả? Giả được. Hai con. Cha đi chuyến này lành ít dữ nhiều. Các con ở nhà nhớ tụng niệm cầu nguyện cho cha bình an vô sự. Dạ. Nhất là mày. Con hả? Nhớ tụng niệm, phải có chánh niệm nha con. Trời. Tí giác cái chài đi đây. Nói nhiều quá. Đi lên giường. Hả? Lên đường. Lên đường à. Đã bao nhiêu lần ta muốn bỏ rượu vì bệnh cao máu mà bỏ không được. Là vì sách có câu: triều đình lâm nguy thì đại trượng phu phải nhậu. Hết rồi nhậu. Điếu Thuyền. Dạ. Mang cho ta một bình mỹ tử. Dạ. Dạ có XO đi nè cha. Ok cha ơi, Trang nó lên lâu lắm rồi mà sao giờ này cha vẫn còn đây ngồi nhậu mà không chịu vô ngủ. Đã khuya lắm rồi sao? Dạ. Cha ơi, cha có nghe thấy cái gì không hả cha? Tiếng gì con? Tiếng chuông đồng hồ đổ. Không giờ rồi cha ngủ đi thôi. Sao cha còn thao thức cha ơi. Việc triều đình nóng dâng ngược rồi làm ta đầu tóc trắng như vôi. Nhưng mà thôi, con đừng hỏi lôi thôi. Con ơi. Dạ.
Hoàng thượng vừa mới gửi mật chiếu cho ta. Ta là trung thần. Mặt cha mà trung thần cái gì? Mặt cha ném về gian thần thì có. Ta là trung thần, là rường cột của triều đình, làm sao mà ăn ngon ngủ yên được con. Con ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây hả cha? Ta cho con nghe mật chiếu của cha. Gia nô nó ngủ hết chưa? Dạ ngủ hết rồi cha. Con nghe đây. Thê thảm lắm. Chấm từ ngày kế vị tiên đế, ngồi trên ngai vàng như ngồi trên đống lửa. Gian thần đồng trác cùng với thằng con nuôi của nó là Lã Bố kéo bè kết đảng vây kín khắp triều đình. Chấm đã từng mướn băng đảng Xã Hội Đen để thanh toán cha con nó mà không thành. Chấm thấy trước là sớm muộn gì đồng trác cũng sẽ cướp ngôi vua. Cơ nghiệp nhà Hán gây dựng đã 400 năm nay, có lẽ nay đến lúc chấm phải gạt nước mắt mà khai banh rút si rồi. Cha, chấm nghĩ đến cái cảnh mà phải xếp vàng lãnh quay phe, chấm không cần được nước mắt. Cha, bình tĩnh đi cha. Canh ba đêm qua chấm ra tế ở nhà Thái Miếu, bỗng chấm nhớ đến Khanh. Chấm nhìn trước trông sau, chỉ thấy còn một mình Khanh là trung thần để chấm thổ lộ tâm can. Vì vậy Khanh ngay vì cơ đồ nhà Hán mà thanh toán cha con thằng đồng trác dùng chấm. Nếu Khanh làm được việc này thì bao nhiêu tài sản của chấm, chấm sẽ chia tứ lục. À, cho Khanh 40%. Trời ơi. Thôi, giấy vắn tình dài, thư bất tận ngôn. Khanh hãy liệu mà lo toan, đừng để phụ lòng trông cậy của chấm. Tái bút, tiện đây chấm cho Khanh địa chỉ email của chấm. Khanh hãy nhớ thuộc lòng, đừng để lọt ra ngoài. W bệ hạ online.com. Ký tên rượu đế. Ký tên gì vậy cha? Rượu đế. Cá. Hiến đế. Dạ. Trời ơi cha ơi, nhưng mà Đổng Trác là cái thằng nào bộ nó nguy hiểm lắm, sao mà ai cũng sợ vậy cha? Anh nói phải cẩn thận một tí. Con biết cái chức thái sư, cái quyền hành nó lớn tương đương với tổng thống Bush ở bên Mỹ đấy. Vậy hả cha? Ừ. Trời ơi, vua bây giờ mượn tay cha để giết Đổng Trác à? Ừ. Trời ơi, con thấy điều đó dễ thôi cha à. Ngày nào cha cũng nhậu 24 XO này nè. Giờ cha mời Đổng Trác tới nha, cùng cha nhậu chừng 6 tháng sau là nó sơ gan cổ trướng, nó chết liền. Không được con à. Sao vậy? Thằng Đổng Trác đi đâu nó cũng dẫn theo thằng Lữ Bố với 200 bodyguard, làm sao mà hại nó được con? Trời ơi, có gì đâu, Đổng Trác rồi Lữ Bố rồi 200 bodyguard. Ừ. Con nghĩ cũng không ra đâu cha. Ôi trời, ta nghĩ ra rồi. Cái gì cha? Tự nhiên cha cười mang rọ vậy cha? Con ơi. Dạ. Ta nghĩ rằng cơ đồ nhà Hán đang nằm trong tay con. Hả? Cha nói sao vậy cha? Tay con bé thế này nè, làm sao mà nắm được cơ đồ của Hán nhà, của nhà Hán được cha? Nắm được chứ con. Con nghe đây. Hả? Cha con thằng Đồng Trác rất là mê văn nghệ. Ủa vậy hả cha? Nhất là cha con nó hay đi hát karaoke ở quán cà phê Dĩ Vãng. Vậy đó cha. Con là ca nhi đàn hay hát giỏi. Dạ đúng rồi đó cha. Ừ. Con sắp ra mắt CD đầu tay của con, tựa đề The Best of Điêu Thuyền. Vì vậy con phải làm như thế nào cho cha con nó mê mệt vì tiếng hát và nhan sắc của con. Nhưng mà cha ơi, con nghe đồn Đổng Trác á chỉ thích nhạc tình ca quê hương thôi, mà trong khi đó con chuyên trị thính phòng. Con chưa thử làm sao con biết được. Bây giờ con cứ thử, nếu không được thì ta mời Phi Nhung. Cha đừng có làm con tự ái. Đừng có mời Phi Nhung, có phi thuyền đây rồi. Ừ. Rồi sao cha? Con ơi. Dạ. Ta sẽ thực hiện một cú gọi là liên hoàn kế. Liên hoàn kế là đầu sao? Tiên. Dạ. Ta gả con cho thằng Đồng Trác. Sau đó ta bí mật gả con cho thằng Lã Bố. Nhưng con phải làm cho nó thế nào mà cha con nó mê mệt vì con. Lúc đó cha con nó thù nhau, ta sẽ mượn tay thằng Lã Bố giết thằng Đồng Trác, con hiểu chưa? Ờ, có nghĩa là cùng một lúc đó
cha gả con cho Đổng Trác, rồi gả con cho Lữ Bố. Trời ơi, một lúc một có hai chồng. Cái đó gọi là liên hoàn kế của ta. Cái đó gọi là sung sướng kế. Trời cha, con chịu liền với cha. Nhưng mà nè, cho con hỏi thăm nè. Vậy chứ anh Trác á, năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy cha? Nó lớn hơn ta 5 tuổi. Ta 70, nó 75. Cha, trời, cái gì mà già dữ vậy cha? Trời ơi, con không chịu đâu. Con không chịu, con cũng phải chịu. Cha không nghe người ta nói à, vô duyên lấy phải chồng già, kêu chồng thì lỡ mà kêu cha người ta cười á, con không chịu đâu. Con phải chịu, là vì việc nước đang là dầu sôi nửa bỏng rồi. Con phải hy sinh, con phải hy sinh, con nghe chưa? Trời ơi, tự nhiên việc nước bây giờ lấy ông chồng già bằng bố mình hay sao? Con. Dạ hả? Con hãy nghe cha. Sao bây giờ vậy? Con vào trong. Dạ. Chuẩn bị tóc tai, make up để ta gọi Đồng Trác vào đây đến gặp con. Bắt buộc phải tiếp hả cha? Con phải tiếp hắn. Vì chuyện nước phải không cha? Đúng. Rồi thôi con phải chấp nhận thôi cha. Ý nhưng mà cha ơi, con về tiếp khách có cần làm gì nhấp nhô thêm cha? Hay là được rồi? Mà thôi, trời sinh sao để vậy. Dạ, cảm ơn. Alo. Alo, Tư Đồ Vương Doãn đây ạ. À, làm ơn cho gặp Đồng Thái Sư ạ. À, cái gì? Mày là cái thằng nào? Hả? Mày làm cái gì trong phủ mày không biết không mày? Đúng. Cái ông bụng bự, à, có râu dài, có cái nút ruồi dê, đúng không đó? Mày đưa phone ông nói chuyện với tao. Dạ, thưa bẩm Thái Sư, hôm nay là sinh nhật của lão phu. Mời Thái Sư đến nhậu chơi. Ừ, có cầy tớ bảy món riêng mẻ mắm tôm đầy đủ. Có rượu XO rồi Louis XIII đầy đủ hết. Sao cơ? Khuya không? Khuya lão phu cũng vẫn chờ mà. Thế tới nhá. Dạ, yeah. See you later. Đồng Trác này. Ngạo nghễ cười đi. Chuyến này cho mày thành tổ Trác luôn con. Xong. Đổng Thái Sư tới. Dạ, Tư Đồ Vương Doãn xin hân hạnh ra mắt Đổng Thái. Nho. Lý Nho. Thái Sư đâu? Ở ngoài sao kìa, cái ông bụng bự đó. Dạ, Đổng Thái Sư tới. Trời ơi, nhà vậy làm cửa chặt quá, tao chui cũng chết rồi. Dạ, Tư Đồ Vương Doãn xin hân hạnh ra mắt Đổng Thái Sư. À, khuya khoắt như thế này hân hạnh quá, rồng đến nhà tôm. Ngươi là tôm nhưng lại là tôm hùm cho nên ta mới tới. Dạ, mời Đổng Thái Sư ăn rồi. Dạ khoan. Dạ mời. Dạ. Ta nghe nói bữa nay là sinh nhật của Dương Tư Đồ hả? Dạ. Vậy thì ta Happy birthday nha. Dạ. Lý Nho. Dạ. Nho tươi không muốn thành nho dập hả mày? Dạ, dập không ai mua. Bước qua đây. Dạ. Trời đất ơi, chỗ người lớn nói chuyện có sỏ có mỏ vô không à? Nóng quá. Mồ hôi đã ướt áo trơn rồi. Trai liên tốn tiền quá. Dạ thôi để con quạt cho ông. Ừ, quạt. Dạ. Bị ông mập quá mà mở che đầy hết rồi còn đâu nữa mà mát. Trời đất ơi, quạt kìa, đỏ lợn chút xíu vậy mày. Mô đen. Không có mát chỗ nào mày? Dạ không mát hả? Vậy có cái này ông chịu không thì con đưa cho ông coi nè. Nếu mà cái nào? Dạ đây. Mát không? Mát không? Không, chỗ này mát à. Mát ha. Ông muốn mát nữa không? Muốn. Ê, mày xịt cái gì vậy? Water. Thôi. Yeah. Quạt thôi. Dạ. Xịt nước thôi, xúc keo râu tao rớt bây giờ. Dương Tư Đồ, ông mời Thái Sư qua đây thì ông đem đồ nhậu ra đi.
ở nhà ông còn mấy chục bà vợ ở nhà đang chờ đó. Đổng thái sư không có rảnh đâu đó. Ai, Lý quân sư đừng lo, đồ nhậu thì ta đã có sẵn rồi. Nhưng ta nghe nói là Đổng thái sư rất là mê văn nghệ đúng không ạ? Ta rất là mê. Bà đi bên này cuốn nào ra tôi cũng coi bằng gốc không. Dạ đúng. Xạo giàu toàn là mượn với lại đi mướn không. Mày nói gì? Dạ không có. Dạ mua. Dạ. Thưa Đổng thái sư, trong phủ của thái sư thì không thiếu gì những ca nhi. Lão phu đâu dám mua rượu qua mắt thợ. Hôm nay nhân tiện Đổng thái sư ghé qua tệ xá, ta có một đứa con nuôi học đờn ca từ nhỏ. Cho phép ta được gọi nó ra đây hầu thái sư một bài, sau đó chúng ta nhậu cũng đâu có muộn. Được, đừng dối hát hay ta tiếp hậu cho. Kêu ra đi. Điêu thuyền ra hầu thái sư mau. Dạ tiền thiếp là đi. Trời ơi, cái này nó phải thuyền ném về hàng không mẫu hạm rồi. Dạ, xin ra mắt thái sư. Ôi da, sư rồi, nghe biết con ông này rồi. Cháu nó chào ngài. Vậy. Dạ, thái sư, ở nhà ông còn mấy chục bà vợ trẻ măng. Ông làm gì ông nhìn cái con ghệ này dữ vậy? Kệ tao mày. Mày là quân sư chính trị. Dạ. Chuyện tình cảm của tao cấm xía vô. Hả, coi dạ. Chừng, nói tầm bậy tầm bạ hả? Tao cách chức về nhà đuổi gà cho vợ bây giờ. Dạ, nhà thần làm gì có gà mà đuổi. Chứ mày có cái gì? Dịch. Thì về đuổi dịch. Dạ, dạ bẩm thái sư. Mà có điều con nói thái sư nghe là thái sư đang tính làm chuyện lớn cướp ngôi vua. Mà thái sư mê gái tầm bảy tầm bả thì làm sao á? Đồng ý, Lý quân sư nóng tánh mà nóng tánh quá. Đồng Trác đây là một vị đại thần của triều đình. Làm việc quên ăn quên ngủ cho triều đình rồi thì lâu lâu cũng phải để cho thái sư enjoy cho đúng không ạ? Người nói đúng ý ta đây. Thái sư. Dạ. Có sao không? Dạ hồi hộp quá. Thái sư ngồi xuống đi thái sư. Điều thuyền. Dạ. Điêu thuyền không được vô lễ với Lý quân sư. À mời Lý quân sư qua đây, qua đây, qua đây. Quạt đi. Trời ơi, nãy giờ mà tôi có võ là con ghệ này nó còng rồi đó nha. Nó trướng còng ngay rồi ha. Lý quân sư bớt nóng rồi, thôi tôi với ông đi vào trong. Vào trong làm gì, tôi ở đây để tôi hầu quân sư chứ. Trời đất ơi, cái lạng hoạng lát nữa. Khỏi cần hầu, vô chổng nhậu đi, tối về ta cho tiền đi thư giãn. Ủa, có chuyện coi cho tiền nữa hả? Vậy vô nhậu liền chứ. Thái sư. Có ta. Thái sư ơi, em làm như em nghe có cái mùi gì nó nó. Chờ chút. Có ta. Hết rồi. Thái sư. Này, có ta đây. Ừ trời ơi, đẹp quá đây. Trời ơi, cái dài sao vàng dĩ. Thái sư ơi. Sao? Gì vậy? Dạ, bẩm thái sư. Dạ, cơ đồ nhà Hán đang nằm ở trong tay ông. Ông đừng vì một cái. Cái gì? Cái gì ông biết, con đâu biết đâu. Vô gì? Nó vô rồi, đâu có ai đâu mà nàng đứng làm dáng chi vậy? Trời ơi, em đâu có làm dáng đâu thái sư. Thái sư xô mạnh của em bị dọp bẻ. Ở vậy hả? Dạ. Dọp bẻ, ta bẻ lại cái hết dọp liền. Dạ. Dạ, cảm ơn thái sư. Thái sư ngồi đi thái sư. Ê, ngồi chứ bụng bự đứng đâu lâu đâu đâu được. Thái sư nè. Ê. Bây giờ chỉ còn có hai ta thôi. Em xin phép thái sư, em bắt đầu chơi. Hả? Gì sớm vậy? Đâu có, chơi đàn. Ồ vậy hả? Làm hết hồn. Nè, bây giờ nàng đàn cho ta nghe cái bài nào mà nó romantic chút quá nha. Dạ. Đàn em đi. Bắt đầu đàn đây. Ừ.
Trời ơi Điêu Thuyền ơi, nàng đàn cái bài gì mà sao ta nghe nó khổ quá vậy? Trời ơi, tại tựa đề là bài nghèo mà Thái Sư. Hả? Tại sao lại đợt bài nghèo cho lúc này? Thì nói lên thân phận của em đó Thái Sư biết không? Khi mà sinh ra là em trót mang thân phận nghèo rồi. Rồi lớn lên bao nhiêu đổi thay em vẫn nghèo Thái Sư à. Câu này nghe quen quen. Mới gặp cái thằng nghèo liền à. Thôi nè, cầm đỡ lượng vàng 4 số 9 đi. Cảm ơn Thái Sư. Rồi Thái Sư biết không, cuộc đời trôi nổi vô làm con nuôi của Vương Tu Đồ. Tuy là sống trong nhung lụa giàu sang, mà vốn liếng em đâu có gì đâu. Em vẫn nghèo Thái Sư à. Mang nữa, vàng 4 số 8 có pha bạc Thái Sư. Rồi Thái Sư biết không, sao? Thái Sư coi tay chân em nè, không có một xoàng đeo gì hết trơn. Em vẫn nghèo Thái Sư à. Trời ơi, có hai cái bên trái bên phải đưa nàng hết rồi. Bây giờ đành phải lấy cây giữa ra. Chờ chút. Cái gì vậy? Nè. Cái gì đen từ lùi vậy Thái Sư? Checkbook. Blank check. Cảm ơn Thái Sư. Ủa Thái Sư, nhưng mà nó có lủng không vậy? Cái này không lủng đâu, nhưng mà sang năm hay lạnh. Sang năm mới lạnh hả? Câu này nghe quen quen. Tôi giỡn chơi vậy thôi. Thái Sư ngồi đi. Cha em nói là ra đây hầu hạ Thái Sư. Bây giờ Thái Sư muốn làm cái gì em chiều hết mình. Bây giờ thôi, nàng đấm bóp cho ta đi. Dạ đấm bóp dạng nghề của em. Dạ. Khoan ra, giờ chút có ai kêu. Cái gì vậy Thái Sư? Alo, Nguyên Soái hả? Ừ, ta đang bận lắm. Cái gì? Giặt đang bao dây thành hả? Em phải làm gì bây giờ Thái Sư? Ta đâm bóp, đâm bóp. À, đâm bóp, dạ, dạ, dạ. Bây giờ mày nghe kỹ nghe không? Giờ kéo hết qua, đánh bên tả. Dạ, đánh bên tả, dạ. Ừ, qua bên hữu. Dạ, qua bên hữu. Tả hữu còn một lúc. Dạ, tả hữu cùng một lúc. Ừ, được chưa? Dạ, được chưa? Xiết. Dạ, xiết, dạ, xiết. Dạ, cái gì vậy Thuyền? Thì Thái Sư kêu em siết là em siết à. Ừ, ta kêu Nguyên Soái siết chặt vòng dây. Ồ, đã đánh nhau hả? Dạ, em tưởng là đánh bóp. Dạ, tiếp đi. Dạ, đánh tiếp, dạ. Ờ, sao Nguyên Soái tới đâu rồi? Rồi, sao nữa, sao nữa, em rồi, làm rồi, sao? Rồi, 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 dạ, đánh phía sau lưng, sau lưng. Dạ, dạ, sau lưng, sau lưng, dạ. Ừ, từ trên xuống dưới. Dạ, từ trên xuống. Từ dưới lên trên. Dạ, từ dưới lên trên. Trên dưới tả hữu, trên dưới tả hữu, tả hữu lên. Trời ơi, Thái Sư bắt em làm nhiều quá. Trên dưới tả hữu, trên dưới tả hữu. Bây giờ vậy nè, đánh vô bộ chỉ huy chỗ lẹ. Ê! Thôi, tụi bay muốn đánh thì đánh đi, tao lo phòng thủ bộ chỉ huy của tao. Trời ơi, đã quá, tư đồ đâu, cưới liền. Con tư đồ thì là không được Thái Sư. Sao vậy? Nếu Thái Sư không chê con gái của lão phu hèn kém, thì để cho lão phu chọn ngày lành tháng tốt là đưa nó về nâng khăn sửa túi cho Thái Sư. Ta gặp gái đẹp ngày nào cũng là ngày tốt hết á. Dạ không được. Thường dân thì lấy vợ thì không sao. Nhưng mà Thái Sư là bậc đại thần, rồi trước khi lấy vợ ông phải lo tắm gội sạch sẽ, rồi phải trai giới cho đủ 7 ngày mới làm đám cưới nè. Gì kỳ vậy? Ta lấy vợ mấy chục lần là có lần nào ta tắm đâu. Ồ, thôi Thái Sư ơi, lần này là phải tắm, phải tắm, phải tắm. Trời ơi, thôi được rồi. Vì Điêu Thuyền lần này á, ta hy sinh tắm một lần thôi đó nha. Mày làm gì vậy? Dạ phải tắm. Mày tắm cậy cha này chứ. Bó cho tao một quẻ coi chuyện hôn nhân của tao tốt hay xấu vậy. Dạ đợi tí à. Cái gì vậy? Futu cookie. Ôi vậy hả? Dạ. Ngộ ha. Dạ đây. Ăn này vừa bó vừa ăn. Nè, ăn đi. Dạ thôi con không ăn đâu, con sợ mập quá. Coi nói gì nha. Dạ. Phùng giao trúc hiệp xì xì, lão ông vô hành dư thùy sư phu. Là nó nói gì vậy mày? Dạ, phong giao trúc diệp suy suy. Ờ, lão ông vô hạnh giữ thùy sư phu. Nghĩa là sao? Nghĩa là gió đưa cành trúc la đà. Hay quá, hay quá. Dạ, già không nên nết kêu là già dê. Đúng quá, đúng quá. Không Thái Sư ạ, cái câu này thiên hạ dành cho những người 80 thôi. Dạ, 85 rồi. Chứ còn Thái Sư chưa đến tuổi thì không có ảnh hưởng gì Thái Sư ạ. Dạ, nhưng sách có câu, câu gì? Thần mềm thì trói chặt, mật ngọt thì chết ruồi. Cái con nhỏ này nó thuộc loại thành phần nguy hiểm lắm. Cỡ Taliban không chừng á. Tôi là quân sư, tôi phải warning Thái Sư trước.
không có ngài thì thái sư phải khóc hận à. Thái sư? Cái gì có sư đây? Mỗi lần nào đi đâu đó thái sư cũng mang theo cái thằng quân sư hoặc giấy này đi để cho ý kiến hay sao vậy? Ý kiến mẹ gì, bị lúc này ta nhiều kẻ thù quá đó, cho nên á ăn uống nhiều khi nó bỏ thuốc độc, bây giờ ta mới dẫn nó đi trước, có gì nó ăn trước, nó đai trước. Vậy mà giờ nó vẫn chưa chết nữa hả? Nó cũng sắp chết rồi đó. Thôi bây giờ ta trở về phủ, bảy ngày sau ta sẽ trở qua đón nàng về làm chính thất. Bảy ngày? Ừ. Thái sư, sao bảy ngày đợi mong á nó dài là 7 thế kỷ gì đó. Lúc chờ đợi mày lỡ có ai tới dê em mà đòi hỏi cưới em không biết tính làm sao hết đó. Có thằng nào khùng nó dám giỡn vậy sao? Em cứ nói em là phi ăn xê của Đổng Thái Sư. Ông có nội cũng dám đụng tới nữa. Lạng quả anh kêu có thằng Lữ Bố hả? Chém cả nhà đó, lấy đầu lâu làm banh cho em đá chơi. Trời ơi em sợ không quá. Cháu nó sợ. Thôi tao về phủ nha. Dạ, bây giờ rước thái sư về âm phủ. Gì? Thôi dạ, về phủ. Phủ thôi. Lý Nho, về. Rước thái sư về Diêm phủ. Đây. Diêm phủ. Đây. Con ngoan quá. Con thấy chưa? Đồng Trác vừa gặp mặt con là nó mê liền. Cũng may trời còn thương nhà Hán. Bây giờ như thế này con à? Dạ. Bây giờ con vào con chuẩn bị đi. Chuẩn bị gì cha? Ta sẽ gọi thằng Lã Bố qua đây để gặp con. Trời cha, cha làm như con dân chuyên nghiệp vậy đó. Đưa người cái trước rước người cái sau, phải cho con nghỉ chút xíu chứ cha. Con ơi, vận nước đang dầu sôi lửa bỏng, con phải hy sinh nghe chưa? Trời, cứ bắt con hy sinh hoài hết. Lấy cha già này, ta lấy cha già khác chịu gì nổi. À không, thằng Lã Bố đâu phải là già, nó trẻ lắm con ạ. À. Trẻ lắm hả cha? Cha có hình nữa nè, con đứng bên ngoài. Dạ. Trời ơi, bộ trẻ lắm hả cha? Trời ơi, nãy giờ cha không nói sớm, hình đâu cha? Hình đâu? Đây. Trời ơi, giống tài tử Hồng Kông quá vậy cha. Đấy. Trời ơi cha, Lữ Bố là đây phải không cha? Ừ. Thôi được rồi, coi như là vì cơ đồ nhà Hán ha. Lấy một lúc có 20 Lữ Bố con cũng cắn răng con chịu á. Con nhớ nha. Dạ. Đại sự thành hay bại là đều do con hết đó dạ, nha. Dạ, con cảm ơn cha. Con cứ đi vào trong chuẩn bị đi. Dạ. Ta sẽ gọi nó qua đây. Coi như để y nguyên vậy hả cha? Để y nguyên vậy hả cha? Trời xuyên sao để vậy đi mà. Sao thua quá. Mời ngài xuống đây. Lã Bố lên đây. Đẹp trai quá. Chuyến này đã cho hai cha con mày chết chung một hố luôn nha con. Alo. À, Tư Đồ Vương Doãn đây. À, làm ơn cho gặp tướng quân Lã Phụng Tiên ạ. À. Cái gì nữa? Mày làm cái gì ở trong đó mày không biết Lã Phụng Tiên? Lã Phụng Tiên tức là con nuôi của Đổng Thái Sư đó mày nghe chưa? Mày cái thằng kém văn hóa quá. Cái gì? Mày cự cái gì? Mày Nam Kỳ, mày kêu là Lữ Bố. Tao Bắc Kỳ kêu Lã Bố. À, chứ mày không theo dõi âm nhạc à? Thế tao hỏi mày tại sao nhạc sư Lữ Liên lại đẻ ra Lã Khánh Hà? Cự cái gì? Ông đang làm gì? Cái gì? Thục bia lỗ á? Đưa hôn ông nói chuyện với tao. Thôi dạ, Tư Đồ Vương Doãn đây. À, hôm nay là sinh nhật của Lão Phu. Mời Lã Tướng Quân đến nhậu chơi. Có cầy tớ 7 món rượu đầy đủ. Này, có hàng chiến cho tướng quân nè. Tướng quân đến nhá. Yeah, ta chờ. Xong rồi con ạ. À. Nào dòng nó tới bơi. Đồng cỏ nào xanh ngát lưng chơi, ngựa phi như điên cuồng. Ôi chết chữa, tướng quân có sao không ạ? Trật xương sống. Ôi trời, thế à? Rồi được rồi,
đánh giặc không sợ mà vừa hát vừa nhảy sợ trời. Dạ thưa đây tướng quân. Gì đây? Dạ đây là Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử? Dạ. Cái này hợp à? Dạ. Chơi vô đá bay luôn. Dạ Tư Đồ Vương Doãn xin được hân hạnh ra mắt Lã tướng quân. Đừng có đa lễ như vậy. Ta chỉ là một tên tướng quân nhỏ trong triều đình thôi. Đừng có đa lễ vậy làm ta thất lễ. Tướng quân đừng quá khiêm tốn như thế. Khắp thế gian thiên hạ bây giờ ai mà không biết đến uy danh của tướng quân Lã Phụng Tiên. Ta vì ái mộ tướng quân cho nên mới mời tướng quân đến đây để xin chữ ký. Gì chữ ký? Chữ ký gì? Là chữ ký ái mộ. Ờ. Ký ái mộ được nha. Tưởng đâu ký bill. Mới ký đống bill nhà sợ quá. Dạ mời tướng quân hành tỏ. Sao rồi? Đâu rồi? Hàng chiến đâu? Nói cho tướng quân vậy thôi chứ còn đúng ra là con gái của lão phu. Cái gì? Con gái của ông hả? Dạ. Đem cái thiệt của ta hả? Dạ. Khỏi. Tại sao? Ông xấu vậy làm gì con gái đẹp? À, không không không. Con gái nuôi, con gái nuôi. Con gái nuôi? Dạ. Được, mời ra. Điêu thuyền ra rót rượu quý mời tướng quân mau. Dạ ha. Ôi, hãy cho Dương Tư Đồ, giỏi cho Dương Tư Đồ. Trên cao, tướng quân, trên cao. Thôi khỏi, dài quá Dương tới đâu. Dương Tư Đồ, ta hỏi nhà ngươi, đây có phải là con gái của nhà ngươi hay không? Dạ. Con gái nhà ngươi à? Dạ, có sao không? Quá đã. Xấu nha. Con gái đẹp xấu nha. Con gái đẹp nào giờ không đem ra chào hàng là xấu nha. À, dạ thưa tướng quân, ngoài đường bây giờ thanh niên nhiễu nhương quá. Kín thì nó rình, hở nó rinh. Cho nên lão phù giấu kín để dành riêng cho tướng quân đó mà. Sai. Mấy ông cụ bà cụ có con gái đẹp mà cứ nghĩ là quan niệm đem giấu cho kỹ nha. Cứ giấu đi. Giấu riết thành đầu cổ. À, dạ, dạ, có đem ra liền. Dạ 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 mời mời con. Dạ con à, con. Dạ bố quên dặn con. Sao cái thằng này nó cao lắm. Con phải giả bộ ngây thơ. Dạ. Chứ không có lẳng lơ giống như Đổng Trác à? Không không, thằng Đổng Trác thì nó là khoái lẳng lơ. Cái thằng này con phải cáo ngây thơ như chưa biết gì ấy. Thế mình phải đổi chiến thuật, mình phải ngây thơ. Con nhớ nhá, muốn ngây thơ là con có ngây thơ liền. Thưa tướng quân, chuyện gì? Bây giờ ta lui vào trong để lo đồ nhậu. Biết điều. Để cho hai người tự nhiên. Nhưng thưa tướng quân là sao? Cháu nó còn nhỏ đó. Đừng làm cho cháu nó sợ. Đấy, đừng có lo. Ta không làm cháu nó sợ đâu. Dạ. Ta làm cháu nó sướng. Dạ, đa tạ tướng quân. Cái con phải gió đấy. Ta nó dặn là ngây thơ. Con biết rồi mà cha vô con mới ngây thơ được. Chứ đứng dần dần thì sao con ngây thơ được. Nhớ đó. Rồi bắt đầu ngây thơ. Cái gì là cây thơ nữa hả? Rồi bắt cỡ thì nó thôi đi lẹ đi bà ơi. Chàng đừng có đụng vô em, đừng có đụng vô em. Ủa sao vậy? Dạ tại vì cha em nói đó, con trai con gái gặp nhau mà đụng nhau á là có bầu á. Trời ơi, ngây thơ thiệt nha. Con trai con gái đụng vô có bầu. Dạ. Vậy hết cả rạp là có bầu hết rồi. Dạ, có bầu mà đẻ con sao ở nách đó. Trời đất ơi, đúng là ngây thơ thiệt rồi. Nè, dạ. Bây giờ ta hỏi nàng vài câu nha. Dạ. Vậy chứ, hồi nào giờ nàng có biết yêu không vậy? Dạ, cái đó em không có biết. Chưa biết yêu nữa. Vậy thì hồi nào giờ có tương tư không vậy? Dạ, cái đó em cũng không có biết. Không biết luôn. Vậy hồi nào giờ có hung trai chưa vậy? Dạ, cái đó thì em biết. Dạ, không, em hung ba em, hung ông nội, ông ngoại em. À, hiếu thảo lắm. Vậy thì bây giờ ta hỏi nàng thêm một câu nữa nha. Dạ. Vậy thì sở thích của nàng là cái gì? Dạ sở thích của em á là mỗi lần rảnh á là em đi chùa. Trời đất ơi, cái này mới nha. Gái lớn vậy gái thích đi chùa hả? Vậy là em đi chùa để cầu nguyện có một tấm chồng như ta có phải không? Dạ không có. Em cầu cho cha em mau chết. Ê! Dạ không,
cho cha em mau hết bệnh. Và nghiện rượu cho hết bệnh dạ. Vậy thì cái nguyện vọng lớn nhất của nàng là cái gì? Nguyện vọng lớn nhất của em là em cầu cho em mau lớn, thật là mau lớn. Quá hiếu thảo. Mong mau lớn nuôi dưỡng phụng dưỡng cha già phải không? Dạ không có, đủ tuổi vô sòng bài. Trời đất ơi, vô sòng bài làm gì? Dạ không, vô coi đèn chớp thôi, chứ không có gì hết. Được, được, dạ. Vô coi đèn thì được nha. Dạ. Đừng vô đóng tiền điện. Dạ. Mời tướng quân ngồi đây đi, em đàn ca hát sướng cho tướng quân nghe. Cái gì? Nàng biết ca hát nè. Dạ. Được rồi, hát ta nghe. Dạ. Dạ, ngây thơ. Ngây thơ đi, cười giật vậy hả? Dạ. Rồi, hát đi. Dạ, em bắt đầu hát nha. À. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở, đàn hoài nghe vẫn tệ. Trời ơi trời. Hát vậy đòi vô Thúy nghe. Trời đất ơi. Ca không hay, đàn nghe cũng dở, có nước đi ăn mày á. Ai dám mời em đi show em? Thôi, bây giờ hãy làm chuyện khác đi. Dạ, nếu mà không thích em hát thì em đàn. Biết đàn nữa? Dạ, em biết đàn. Đơn nhạc nhẹ nhàng thôi nha. Dạ. Nhạc tình em cảm biết đó nha. Dạ, em biết rồi. Dạ. Dạ, em bắt đầu đàn đây. Nàng ơi. Dạ. Nàng ngây thơ sao nàng chơi nhạc sao quậy quá vậy? Dạ, bình thường em ngây thơ lắm, nhưng mà mỗi lần âm nhạc trỗi lên đó em máu lắm à. Trời, máu lắm mà. Dạ. Đúng rồi. Đúng quá rồi. Nào giờ trong chốn giang hồ ta gặp toàn là quỷ với ma không? Dạ. Hôm nay ta gặp đúng phải gái nhà lành. Đúng là một người con gái có sắc màu. Dạ, em sắc màu dữ lắm chàng ơi. Tại em thuộc lại là một màu đen đen chấm theo màu vàng vàng dẫn màu đen. Như đen chấm vô màu vàng chứ màu đen. Dạ thì đen từ lùi chấm màu gì vậy thì cũng đen hết trơn trời. Hay. Vậy thì quyết định. Ta quyết định từ nay ta sẽ cưới nàng làm vợ. Chàng ơi. Chuyện gì? Dạ em cũng muốn lấy chàng lắm nhưng mà ngặt một nỗi là sao? Là cha em đã hứa gả em cho người khác rồi. Cái gì? Nàng nói cái gì? Cha em hứa. Cái thằng nào dám lấy nàng nữa hả? Ta nói thiệt, ta chém cái từ cha cho tới con luôn á, thằng nào dám đấy. Em nói ra sợ chàng ngạc. Nói đi. Dạ. Ta lo cho. Dạ, đó là dạ, đó là Thái sư Động Trá. What? What did you say? Chàng nói tiếng gì vậy? Tiếng Mỹ. Trời đất ơi. Không hiểu hả? Dạ không, điêu thuyền là sao biết tiếng Mỹ? Lớp toilet nói tiếng Việt đi. Trời ơi. Lớp toilet nói tiếng Việt là gì vậy? Lớp là yêu, toilet là cầu yêu, cầu nói tiếng Việt. Tình độ vậy đó hả? Dạ. Thôi bây giờ tao nói như vậy. Thái sư Đổng Trác mà dám lấy nàng nữa hả? Dạ. Ta cho thành Thái giám Đổng Trác luôn. Hả? Cái gì mà Thái giám hả? Bố. Gì vậy con? Hả? Lộn. Cái gì? Dạ. Là biểu. Tao đề nghị mày á, đổi tên đi. Tao là cha mày mà tao phải kêu mày bằng bố hoài à. Dạ. Dạ con cũng tính đổi đó cha. Đừng làm mày đổi. Dạ chờ vô quốc tịch đổi luôn. Chuyện nó tính sao? Dạ. Bây giờ chuyện này quan trọng nè. Qua dạ. Trời ơi. Dạ. Mày dám ôm, mày biết nó là ai không? Dạ ai? Đó là Điêu Thuyền, là sắp là vợ của tao, tức là má của mày đó. Cha vẫn chơi vui quá. Điêu Thuyền. Dạ. Bây giờ ta hỏi nàng. Dạ. Nàng muốn làm người yêu ta hay làm má ta? Dạ làm người yêu chàng vui vẻ hơn. Điêu Thuyền. Dạ. Bước vào đây. Dạ. Nàng muốn làm con dâu ta hay là muốn làm vợ ta? Dạ làm vợ chàng có quyền hành hơn. Điêu Thuyền. Dạ. Nàng muốn làm má ta hay muốn làm vợ ta? Dạ em muốn vậy. Điêu Thuyền. Dạ. Thuyền qua đây. Qua đây. Qua. Take it easy, Mr. Chàng. Dạ bẩm Động Thái Sư, Lữ Bố thì không ở đâu kiếm ra, mà còn Điêu Thuyền thì lụm đầy đường, chỗ nào cũng có. Mất Lữ Bố rồi thì đời ông kể như là tựa lưa luôn. Ê thằng quân sư quạt giấy, tao nhịn mày nhiều lắm rồi nha mày. Cái thứ mày mới lụm đầy đường chứ tài sắc như tao mà khó kiếm lắm. Nè tao nhịn mày lắm, mày ngon vô đây. Mày ngon vô đây. Tao nói mày ngon vô đây nè. Ê, ngon vô đây. Ê, 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 ê.
Ngây thơ, ngây thơ. Trời ơi, tại vì nó làm em giận quá, thấy sư à. Càng giận càng đẹp. Bây giờ ta hỏi nàng một lần nữa. Dạ. Nàng muốn làm vợ ta, không muốn làm má ta. Điều thiệt. Nàng phải làm vợ ta. Mấy tờ trà. Cái gì? Dù điều thuyền có là vợ ông đi nữa thì theo thần nghĩ ông nên nhường thuyền lại cho bố đi. Vợ mày, mày có nhường cho Lữ bố không? Ngu sao nhường? Sao vậy? Nhường nó đâu có đâu lấy đâu. Thôi giờ, giờ em qua đây được không? Hay là... Qua đây. Nàng phải qua đây. Qua đây. Làm giật dữ vậy trời. Tôi biết rồi. Đi qua đây. Trời ơi. Cái đừng giật giật nha. Bố, mày không được hỏng này bố. Dạ, dạ. Dạ. Qua đây xuống. Ai đây, ai đây? Ai vậy? Con gái của Dương Tư Đồ. Em của Điêu Thuyền tên là Điêu Ngoa. Hả? Dạ. Bố, vậy là mình điêu đứng rồi. Dạ bẩm cha. Con thấy con quá bất hiếu. Con không thể nào giành giật má với cha nữa. Cái gì? Cho nên con xin nhường Điêu Thuyền lại cho cha. Trang, qua bển đi má. Hả? Trời ơi Trang. Không, ta không thể nào lấy con dâu được. Trời đất ơi. Bố, công cha như núi Thái Sơn nhường cho mày. Trời ơi, trời ơi Trang, Trang. Dạ bây giờ nhường lại nè. Không được đâu, thôi. Ta nhường cho mày bố ơi. Thôi, thôi, đợi quay là gì cái vậy? Làm dữ vậy? Anh hùng gì mà nuốt lửa như vậy, ướt cái lấy cho đã vô lấy làm sao cho con nhỏ này nha. Tao đang vô độ lớn mày đang vớt cái chân sao mày? Tao bực mình quá. Mà tưởng mặt này không ngon hả? Mà đem tìm được kép khác hả? Dẹp, có người khác liền. Quân sư. Ôi. Cứu em. À, trời ơi, ghét của nào trời trao của đó à. Tới nơi rồi đó sếp ơi. À mà sếp. Ủa? Ông đi đâu rồi ta? Sếp ơi, lúc nào cũng chậm chạp lề mề, chị mà cứ kêu đi làm từ thiện hoài. Mà tưởng làm cái gì? Cứ đem ba cái đồ cũ không mặc nữa đi cho từ thiện, rồi chụp hình bó lên Facebook phô trương làm từ thiện mà không có tâm gì làm cái gì. Cái thứ gì đâu á. Cái gì mày? Ê, mày nào? Dạ. Mày mới chửi ai vậy? Dạ xin lỗi sếp. Dạ em coi trên mạng chứ em đâu có dám chửi sếp. Có chừng nữa nha. Dạ. Tới nơi hẹn là phải không? Dạ đúng rồi sếp. Tại chỗ này nè. Hẹn hò gì cái chỗ mà sông nước cây cối tùm như vậy hả? Dạ. Đứng sếp đây hả? Cái gì? Sếp không nhớ chỗ này hả sếp? Sao? Lúc trước công ty của mình từng hút cát ở đây mới gây ra hiện tượng sạt lở đó sếp. Hút cát gây ra sạt lở? Dạ. Có đúng như vậy không? Dạ đúng. Công ty của mình từng hút cát mới gây ra hiện tượng sạt lở. Sao mày không la cho cả xóm này nghe luôn đi hả? Dạ. Kính thưa bà con, lúc trước công ty của tôi từng hút cát ở đây mới gây ra hiện tượng sạt lở. Mày im đi mày. Ây da, ây da. Mày chết cái gì? Dạ. Sao mày la lớn cái gì? Em nghe lời sếp mà. Bây giờ tao bốc cát đưa mẹ mày cũng ăn hả? Dạ ăn cho sếp. Cát là chuyện nhỏ. Bây giờ á là đá xi măng sắt thép người ta còn ăn được mà nó chi cát. Ờ mà cũng nhờ móc cát lậu á gia đình của sếp mới có được ngày hôm nay đó. Mày nhìn mày im cái miệng mày. Mày đúng là cái thứ mà đầu óc cu si mà tứ chi phát triển. Mình bây giờ đứng đây hẹn rồi rủi đất nó sạt lở chết không? Không có, sếp yên tâm, trước khi nó sạt lở á là nó phải lở đất trước xong nó mới sạt lở sau. Trời ơi. Sạt lở rồi, đang sạt lở. Sạt lở mày ơi. Sếp bị sao chứ? Không sao. Dạ. Tôi ôm được cái cọc rồi. Cái chân của người ta. Cọc ông nội ông chứ cọc. Do người ta. Ủa? Không phải sạt lở hả? Dạ không, biến sát đánh đó. Ơi, hết hồn. Hết hồn. Ai đây? Ai đây? À, dạ, đây là ông tổ trưởng. À,
Còn đây là sếp của tôi. Ô sếp. Ô hey. Cái gì vậy ông? Tôi chào. Đàn em tôi nó kêu chào vậy đó. Chào cũng lạ quá. Ê, ra ngoài kiếm cái ghế hai cái vô cho tao ổng ngồi nói chuyện coi. Dạ. Đi lẹ lên. Sếp chờ chút. Chào ông tôi trước. Bonjour madame. Madame là đàn bà. Tôi là đàn ông phải kêu bằng monsieur. Monsieur hả? Monsieur đó. Tôi hồi xưa tôi học tiếng Pháp á, chia vẹt bờ động từ đực cái tôi quơ vô một đũa tôi chơi luôn à. Đừng có thắc mắc ông nội ơi, hiểu không? Tôi thấy ông hơi là lạ rồi đó. Lạ hả? Hèn gì ông xuất hiện sao có tiếng sét đánh. Tại sao vậy? Ông hỏi tôi phải trả lời thôi. Sao? Cái vùng này á, hồi xưa tới bây giờ, cái mùa này không bao giờ có cái vụ mà sét đánh. Ừ. Tôi nghĩ chắc có thằng mất dạy nào làm chuyện độc ác nè. Nó trốn ở đâu đây là ông trời ông canh me ông quất nó mà chưa chết á. Ông là người mới tới đây phải không? Đúng rồi, tôi mới tới. Ông chửi tôi đó hả? Không có, trời ơi làm sao tôi chửi ông được. Ông là làm từ thiện làm sao chửi được. Ở cho đây đem ghế vô đây coi. Trời ơi cái gì mà lâu quá trời quá đất vậy. Đem ghế. Quách mày hay. Cái gì vậy? Ông làm gì hả? Tôi hỏi ông làm gì đó. Tôi làm trưởng ấp. Tôi làm trưởng trưởng. Cái gì vậy? Này sếp. Không, sếp làm tôi hết không? Ngồi xuống đây sếp. Xích đạo. Ngồi xuống đi. Cái gì vậy? Mày chắc cha tao à. Ông lớn chơi kỳ ông nội. Tao chơi kỳ vậy? Thì giờ ông đây coi. Có bao nhiêu thằng lớn? Ở đây có hai thằng lớn. Còn thằng này nhỏ. Trời đất ơi. Ê mày đừng có hổn như mày. Hai thằng nào lớn? Ăn nói không có biết chừng biết mực gì hết. Đi qua bên kia đi. Để nói chuyện. Đi qua bên kia. Đi. Đi. Nhìn mặt ông là tôi quế quế rồi đó nha. Quế quế gì mày? Mày làm gì mày quế quế? Mày quế tao gì? Hả? Ừ, được. Để rồi. Tao cái ghế không? Hả? Cho mày không còn chảy đầu được nha mày. Thôi được rồi. Ừ. Để xuống đây. Thấy ghét rồi. Đây nè. Nhìn gì? Nhìn gì? Thôi gì đâu. Đi đâu kia mày? Thì vô đi. Đúng rồi. Phải vậy mới được. Gì vậy? Tôi nói cho ông biết á. Tôi nể mặt sếp tôi thôi nha. Thôi đất ơi. Ngồi ơi. Trời ơi. Nó vuốt đầu thôi mà ông làm cái gì không biết. Nó vuốt đầu hả? Bọn con cái nó hiền lắm. Hiền nội tôi chứ hiền. Ngồi làm đi. Từ thiện mà muốn ăn tươi nuốt sống tôi à. Tôi đâu có hung dữ đâu. Nãy giờ ông thấy tôi có hung dữ không? Đó. Ngồi đi. Ngồi phải không? Ừ. Merci madame. Nữa. Mong sư. Thôi có mong cái sự gì tôi madame cho nó sạch sẽ. Hiểu không? Rồi bây giờ vô vấn đề. Bữa nay tôi nói cho quý anh biết. Tôi chọn một cái khu vực vắng vẻ như vậy nè. Tôi mời hai người tới. Để hai người có thể thực hiện cái dục vọng của mình. Cái gì vậy? Ông ăn nói cái gì vậy? Tôi là người đàng hoàng tử tế nha. I'm sorry. Tôi xin lỗi. Nguyện vọng từ thiện của mình. Tôi nói cho ông nghe khổ lắm. Làm tổ trưởng phải ăn nói lưu loát ngôn từ cũng giống như ngôn tình. Hiểu không? Mà tôi thì tôi nói không có được như vậy. Không? Cho nên là từ ngữ không có được suôn sẻ. Thôi bây giờ vậy nè ha. Tôi sẽ giới thiệu cho ông một số phần tử mà cơ nhở ở đây. Đâu có nói phần tử. Chứ nói gì? Nó là thành phần. Hiểu chưa? Thành phần là ông nói sai đó. Sao? Mình phải nói là hoàn cảnh cơ nhở. Thành phần gì? Thành phần gì? Ông học lớp mấy mà thành phần gì? Hả? Ông nói mà không biết mắc cỡ với cái mục lùi của ông. Mệt quá à. Liên quan tới mục lùi của tôi. Trời đất ơi, nó nhảy lên nhảy xuống hoài. Mệt quá trời ơi. Nói chuyện với ông thiệt tôi rối thiệt đó nha. Rối gì mà rối? Ông là tôi rồi. Ông là tổ trưởng ai bầu cho ông? Hả? Hả? Không có quân nào bầu hết á. Mấy đứa kêu là băng nhóm nó bầu. Cái gì? Nữa. Băng nhóm hả? Không lỗi bà con cô bác bầu. Hiểu không? Nói gì? Khổ lắm chứ đâu có sung sướng gì đâu. Nè. Sao? Trước khi làm tổ trưởng ông làm nghề gì? Ông hỏi nhân thân tôi phải không? Ừ. Tôi cũng tình thiệt tôi nói ông. Trước khi mà tôi làm được tổ trưởng uy tín tôi tràn trề. Tôi làm ở bên trung tâm truyền máu huyết học đó. Ồ, vậy là làm bác sĩ. Làm bệnh viện nào vậy ông? Bệnh viện con khỉ khô. Nói cho nó văn minh vậy thôi. Chứ tôi làm ở thục thập huyết heo là heo chính hưng ông nào. Trời đất ơi. Ông thập huyết heo mà nói trung tâm truyền máu đi học. Trời đất ơi. Thấy cha này cha ngu nữa không? Ngu gì? Trung tâm truyền máu huyết học mà tôi nói theo ngôn tình, văn tình. Hiểu không? Chúng ta thấy mình là con người biết có văn chương. Chứ thật sự thập huyết heo máu nó xịt ra rồi bưng cái thao đó đem đưa cho mấy bà bán cháo huyết. Có phải là truyền máu không? Mệt ghê nói chuyện mắc cỡ với cái một lùi ổng. Thôi! Đụng chạm đây nha. Xin lỗi.
Mà tôi nói ông nghe, thọc quyết heo và cái nghề sát sinh mà tôi thọc một thời gian tôi cảm thấy khó khăn quá, tôi thấy có tội với lại ông bà tổ tiên, tôi không thọc nữa. Mà tôi nghe lời động viên của anh em, tôi lên đường đi cầm súng. Ông bị lính hả? Không có đi lính. Chứ làm gì? Tôi đi cướp. Không có vũ khí hả? Thì cướp là phải có vũ khí. Đứng lại, đưa tay lên. Mi đã lọt vô ổ phục kích này rồi, có bao nhiêu tiền vàng đưa ra đây. Không đưa. Hum 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 hum. Chết không? Tôi có chết. Bởi vậy súng giả mà làm sao chết được. Đi cướp bằng súng giả mà ở tù 2 năm đó cha nội ơi. Cái gì kỳ vậy? Cướp bằng súng giả mà ở tù 2 năm? Ông cướp cái gì? Hột xoan hả? Never. Vàng? Never. Thế cướp cái gì? Cướp ổ bánh mì. Dù đi. Có ổ bánh mì mà bị ở tù 2 năm? Ổ bánh mì luật pháp nghiêm minh. Mình dùng súng mình uy hiếp quất ổ bánh mì thì giờ phải vô trong gửi lịch 2 năm. Đó ổ bánh mì còn nhỏ nha, 2 năm nha. Ông cướp cái lớn coi chừng múc chỉ cà tha, gỡ lịch mãn đời luôn đó. Là sao? Thôi đừng có hỏi cái vụ nữa. Kiếm luật sư hỏi thì mệt quá. Thiệt á. Trời đất ơi. Mà tôi nói ông nghe. Sao? Bữa nay tôi tới đây là làm từ thiện ha? Tôi không có rảnh mà nghe ông kể ba cái chuyện quá khứ trinh tham xuống ống của ông. Thấy chưa? Tôi cũng đâu có rảnh. Tôi cũng đâu có rảnh. Ông không rảnh sao ông hỏi tôi? Cái gì? Ông hỏi tôi mới trả lời. Với mắt cha gì tôi hỏi tôi trả lời. Ông trả lời tôi làm chi tôi mới hỏi tiếp. Ông nói là ông có mắc cỡ với một rùi ông không? Tôi không có giỡn với ông nha. Giỡn gì? Bây giờ nè, ông ngoài xe đó, tôi rất nhiều đồ làm từ thiện. Biết. Ông kêu ai nghèo khổ thì tôi làm cho lẹ lẹ, tôi đi về nữa, tôi bận lắm. Ở đây biết bao nhiêu phần tử nghèo khổ, ông dòm đi. Cái khu vực sông này nè, trời đất quỷ thần ơi, hồi xưa bình an vô sự. Từ ngày cái quân mất dạy hút cát trên sông, nó hút cát lậu, ông lậu nó hút, hồi xưa nó lấy cái sáng cạp nó mút, bây giờ nó lấy cái ống ba lớn rồi nó hút. Bây giờ Hà Bá Thủy Thề còn dọn đi chỗ khác ở rồi đó. Tôi yêu cầu ông đừng có nhắc tới ba cái chuyện này nữa không? Mấy mất dạy hút cát lậu mà không chữ hả? Tôi nghĩ bây giờ nó biết dạy rồi đó nha. Thằng nào đâu biết dạy. Ông lo cái nhiệm vụ ông đi nha. Rồi. Kiếm ai nghèo khổ tới đây cho tôi. Rồi tôi sẽ đưa cho ông một phần tử mà ông dòm, ông rớt nước mắt liền. Một rùi sẽ chạy đi chỗ khác, không còn ở trên mặt ông nữa. Trời ơi, bà Thủy ơi, bà Thủy. Tôi lại bà Thủy ơi, bà hẹn 7 giờ mà sao giờ này bà trâu ở chỗ nào bà Thủy ơi. Tôi lại bà. Ê, gì? Ông giỡn mặt hả? Giỡn vậy? Kêu Hà Bá làm gì? Hà Bá nào? Ông mới kêu bà Thủy. Tôi đã nói Hà Bá đi định cư chỗ khác, chỗ này ông nội cũng có Hà Bá ở cũng được nữa. Bây giờ còn có bà Thủy. Bà Thủy là bà Tạ Thu Thủy. Hiểu không? Nhà bà ở đây, đất bà ở đây, có quân hút cát mất dài hút. Thôi được rồi. Nói hoài. Tôi nghe rồi. Bây giờ sạt lở, bây giờ bà ở trên cái ghe nè. Bà Thủy ơi, bà tới chưa bà Thủy? Trời ơi. Tới rồi nè. Thủy tới rồi kìa. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Bà Thủy. Bà Thủy đó cũng chào. Hút láng mất dạy đó mà. Chào. Dạ chào bà. Ê dạ. Sao nhìn mặt cái cậu này quen dữ không? Quen không? Quen. Tôi quen hồi nãy giờ tôi nhìn mà tôi không thèm nói. Ông nội này ông quảng cáo cái thuốc gì trên truyền hình mà của Nhật Bản trị bệnh ung thư đó. Sugoi Fukada. Đúng rồi, cái thuốc đó mà có bộ đồ vest đen mặc hoài, có cái gì cũng mặc bộ đồ vest này. Vậy đi cha. Tôi có thay áo sơ mi ở trong mà. Bà Thủy. Bà thấy tôi cũng đúng. Tại vì tôi hay lên báo chí là truyền hình lắm. Tôi hay làm từ thiện đó mà. Phải. Mời bà ngồi. Xích đạo, xích đại. Ma măng xích đạo. Bà ơi. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 86. 86 tuổi. Bà đi tới đây với ai vậy? Đi một mình anh hả? Ủa chồng con đâu? Chết hết rồi. Ủa tại sao vậy? Hả? Tại sao chết? Hồi xưa nhà ở đây nè, có mấy công đất với cái nhà ở đây. Dạ. Rồi bị sạt lở chết hết rồi. Thì cái quân mất dạy hút cát lậu đó. Rồi rồi. Cái bữa đó là tôi đi họp đặng gửi tiền cứu trợ lũ lụt. Lâu 9 giờ đêm mà tôi về tới nơi tôi thấy không còn nhà cửa gì hết, đất đai nó cũng không còn. Tôi hoảng hồn hoảng vía, tôi kêu ông ơi. Xong tôi nghe tiếng chồng tôi dưới sông, tôi soi cái đèn pin xuống thấy ông ôm cái tủ lạnh nằm dưới. Ủa sao ôm tủ lạnh vậy bà?
thì nó sạc mà nó sạc lỡ rồi ôm được cái gì ôm miệng sống thôi. À, thì cũng không ai cứu hả? Ai đâu cứu, nó sụp nguyên một xóm ai cứu ai. À. Đó, rồi một năm sau ổng buồn, ổng thất chí, ổng chết rồi. Ổng nghiệp lắm. Chắc có lẽ là ổng thất chí, ổng buồn cho nên ổng mới tự tử phải không bà? Ổng bị cúm gà. Gì trốt quốc vậy? Ông thất chí, ông buồn bị mất của mà à. Buồn quá rồi cái bắt đầu sinh tật đi nhậu. Nhậu xong bữa đó nhậu sao nó làm cái mồi nhậu đó trúng con gà bị cúm, cúm gà chết queo. Bữa đó có rủ con cha này đi nè. Đúng rồi. Mà bị bữa đó ông mắc dẫn đàn em đi quýnh lộn. Rồi đúng rồi. Cho nên không đi chứ ông thôi giờ không phải ôm tủ lạnh như chồng tôi mà ôm cái tủ thờ luôn rồi. Đúng rồi. Nói chung đầu dây mối nhợ cũng tại cái quân bờ hút cát. Bà Thị, tôi thấy hoàn cảnh của bà rất là nghèo khó. Dạ. Bây giờ tôi tính như gì? Tôi sẽ thay mặt công ty tôi tặng cho bà một miếng đất. Ngang 1 mét. Dài 2 mét. Dạ. Đất kỳ lạ hả? Đất đâu mà kỳ của ngang mét thì dài 2 mét ở khu nào? À, cái đó là ở trong khu Nghĩa Trang công ty mới thành lập đó mà. Trời đất ơi, bà bị cái quân bất dạy khốn kiếp hút cát lậu nó làm tan nhà nát cửa bà, bây giờ ông tù cho bà chết luôn hả? Không phải, nó có lý do mà. Hồi xưa đó tôi kinh doanh ở dưới nước á, thấy ác quá cho nên tôi mới nhào lên bờ tôi làm kinh doanh cái đó. Đúng rồi, trên đời này có hai cái nghề mà độc ác nhất này, nhất phá sơn lâm, nhì đâm Hà Bá, mà cái thứ hút cát mất dạy á, cát lậu là Hà Bá đâm hả? Ông nói ai đâm? Hả? Đâm ai? Hả? Hà Bá đâm. Ông đâm thì có. Thì tôi đâm. Đâm hồi gì? Hồi nãy giờ ông nói chuyện ông đâm thọt tôi đó. Đâm thọt cái gì? Ông đâm. Bà. Tôi. Bà gì? Hả? Ông là cái thứ, đồ cái thứ vô duyên, có một người thấy phát ghét. Bà im đi. Rồi sao? Rồi sao? Tôi đâm ông đừng nói. Tôi đâm ông. Ông đâm à? Đâm ông. Đâm ông. Đây, đây, đây. Đâm tôi đi. Đâm tôi đi. Ai, từ ngày chồng chết giờ không ai đâm. Hai người ngồi, tôi ngồi ở giữa đây, tôi già rồi. Hai thằng đâm qua đâm lại xong đâm mẹ tôi chết cho rồi đi. Không có, không có đâu bà ơi. Tại cái ông này ông nói năng gì đó mà hồ đồ. Hồ đồ ông nội ông chứ hồ đồ. Thế tự nhiên bây giờ tôi cũng không cần chết, thấy không? Chưa gì hết, cho tôi cái quyệt làm gì? Tôi không lấy. Nghĩ sao mà cho bề ngang một thước, bề dài hai thước. Thôi được rồi, đó là cái sơ ý của tôi. Xin lỗi. Bây giờ bù lại tôi sẽ cho bà một miếng đất ngang 5 mét, dài 20 mét, tôi xây nhà cho nó cho bà ở luôn. Ôi trời ơi, cảm ơn anh nhiều quá, ta được cái nhà rồi. Được cái nhà, cái gì qua đây giùm tôi luôn. Cái gì vậy? Cái gì ông thôi, bằng lớn tuổi thu cái gì để ta làm việc, tôi là tổ trưởng nè. Tôi nói cho bà Thủy biết, cái chuyện mà nhận ngày kia là phải qua sát của tôi tổ trưởng, hiểu chưa? Đâu cho nhà tôi để tôi tính. Nè, bây giờ tôi nói cho ông nghe, ông làm từ thiện phải đúng nơi đúng chỗ, thấy không? Thì vậy đúng quá rồi chứ còn gì nữa. Đúng đâu mà đúng, ông nói không biết mắc cỡ một rùi ông hả? Nè, ông nói một rùi đó tôi giả tét mày đó nha. Sao tôi không nói một rùi nữa mà tôi nói ve chó được không? Tập trung chuyên môn. Rồi, rồi, ok. Cái chuyện nhà giải quyết cái chuyện nhà đó. Rồi nói là vậy. Xóm này ai cũng tan thương hết, ai cũng bị sạt lỡ, có người không có nhà, bả có cái ghe mà ông cho bả cái nhà vậy là bất công. Cái nhà đó không được cho bả là cả xóm này như vậy giặt mà tôi là lãnh trách nhiệm đâu biết chưa? Mắc mớ gì ông lãnh trách nhiệm? Trời đất ơi, cho phải công bằng, bả có cái ghe làm gì cho được nhà. Tiêu chuẩn có ghe rồi, bây giờ chờ tôi dỡ sổ ra, cũng sổ ra tôi coi có ai mà hợp lý đúng tình hình thì tôi đưa cho ông. Coi, ai đây coi. Đây nè, con bé Ba nè. Đây là con bé Ba, là một trong những phần tử neo đơn nè, khổ sở lắm nè. Trời ơi, con bé Ba này, vợ chồng của nó, tôi nói thiệt, tôi nói hoàn cảnh ra ông nghe là ông rớt nước mắt luôn. Sao vậy? Trời ơi, vợ chồng nó chí thú làm ăn mà nó nghèo rớt mồng tơi ông ơi. Tầm bậy, chí thú làm ăn mà nghèo rớt mồng tơi. Đúng rồi, ông nói vậy là đúng. Đây nè, có bà đúng, em mới vừa tới không có biết đâu, vợ chồng nó chí thú làm ăn lắm. Nó làm ăn gì bà? Anh biết ông nó đi mượn tiền bà con hàng xóm nè ha. Dạ. Rồi nó cầm cái nhà của nó nè ha. Rồi nó cầm từ đường gia đình nó. Đúng rồi. Nó lo mần ăn. Mần ăn cái gì bà? Nhưng mà thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa, cho nên nó mới thất bại. Sao thất bại?
nó thầu đề đó. Cái gì? Nó thầu đề với lại thầu đá banh. Trời đất, trời ơi, ta nói trong vòng một ngày nha, sau 4:30 nó ra 4 con xỉu chủ, rồi sau 2:00 nó đá vô 2 trái, 2 vợ chồng trắng tay. Cái gì mà vỗ mông tôi hình thạch vậy? Cái vụ đó ai kêu bà nói? Ủa thì cháu ruột ông mà. Ủa cái gì? Cháu kêu ông bằng chú ruột. À, thì ra là ông móc người nhà để lấy những cái đồ từ thiện của tôi hả? Móc hầu nào? Ông làm cái gì vậy? Tôi chưa lấy được miếng nào mà chửi ta là sao? Dẹp, bỏ qua cái chuyện đó. Rồi à. Cái nhà bà đừng có lo. Nếu mà tôi đứng trước đây mà tôi làm cái chuyện mà giao nhà cho bà, ông này ông sẽ ganh tị, hiểu chưa? Bây giờ tôi tặng bà món quà thực tế hơn, sai liền. Chờ xây nhà đã lâu lắm. Phương, hay không? Để ông quà vô. Nóng dầu mà. Dạ sếp. Út cuộc không bên nào được ăn hết trơn rồi. Ông với ai? Bà, tại bà đó mà khai tùm lum mới không được hay chưa? Khai gì tự nhiên ông cho. Trời ơi, ơi, mày đập tạ cho cố vô mà đẩy không nổi. Nặng lắm sếp ơi. Đây. Ủa cái gì bự chán hả trời? Cái này cái gì? Quà này của tôi mà. Của tôi. Tôi hỏi thôi mà. Cái này cái gì hả? Cái hòm ông lấy không? Tôi chở tới nhà cho ông luôn. Thôi cái này đưa bà muốn nhận gì bà nhận, khỏi coi sổ. Thôi để qua kia. Ông lấy đi. Thôi, tôi còn yêu đời lắm. Để qua vài bữa. Thôi để đây được rồi. Xảy qua sếp. Nặng quá. Xảy qua bên kia. Mày cái gì mà yếu vậy? Cái gì vậy? Đây. Cái trang thờ hả? Mày. Không phải, từ từ rồi bà biết. Mở. Đây là cái ghế massage tôi sẽ tặng cho bà. Bà đem xuống ghe, bà treo mệt, bà sẽ leo lên ghế này. Nó sẽ làm phục hồi sức khỏe bà. Chờ tôi chút. Vì sao? Bà đi đâu vậy bà? Đi đo cái ghe. Thôi không cần đâu bà ơi. Tôi thấy như vậy nè, cái ghế này thì bà đem xuống ghe bà để không có được đâu. Trời ơi, bà để là chỗ nào bà nằm? Khoan, ông bình tĩnh. Hãy tìm hiểu coi xuất xứ này. Cái này là cái gì? Đây là ghế massage Luraco, duy nhất sản xuất tại Hoa Kỳ và là ghế vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ôi trời đất ơi, đau chân, bị đau chân dữ lắm. Đúng, mà cái ghế này đặc biệt là cái gì? Là chỉ duy nhất phục vụ cho các quân nhân Hoa Kỳ và đã đoạt được, giành được nhiều giải thưởng danh dự. Tôi xin tặng bạn. Vậy được. Nó nghe cái gì vậy? Trời đất ơi, bà lấy cái ghế này không có được đâu. Sao vậy? Tôi hỏi bà đem cái ghế này xài điện ha, bà đem xuống ghe bà để. Bà chạy tới đâu rồi, trụ điện cắm tới đó hả bà? Không lẽ cắm vô cái lỗ mũi bà mà chà xài? Mới mốt nhiệt điện nó mở ra nhiều xài được chứ. Nhiệt điện thì ô nhiễm chứ xài. Thôi để tôi. Để tôi. Bây giờ vậy tôi là tổ trưởng, không? Cho nên để tôi thử, nếu có gì tôi hy sinh, không? Còn tổ viên của tôi phải thương tổ viên của tôi. Cầm cuốn sổ của tôi lên tôi thử coi. Ông muốn thử hả? Thử, muốn thử. À được. Thương. Dạ. Rồi, nhấn lên cái coi nó ra làm sao, nó massage làm sao. Thử thôi nha. Bấm chưa? Rồi. On off chưa? Rồi. Ông thấy sao? Cái gì ông nội? Ủa ghê. Mày bấm cái nút gì mà ông ghê dữ vậy? Bấm nút khởi động. Yên đi em đi. Dạ. Ông xạo đi chạy nội. Gì vậy? Ghê là chưa cắm điện mà lấy gì lên. Tôi thử anh thôi. Vậy. Thấy chưa? Nè bà Phương, cái ghế này sao trông quen vậy mày? Dạ. Cái ghế này á là của cô chủ đó. Cái gì? Của cô chủ á, muốn mua cái ghế mới, nó nhiều chức năng hơn. Mà cái ghế này á, xài bền quá, nó không có hư. Bà nói rồi, cái ghế này Luraco này nó bền lắm, xài lâu, nó không có bị hư. Cho tôi thử một cái nữa coi. Tao. Thử hoài. Ông khỏi thử, ông thử, ông đứng cứ ố về khó chịu thế mẹ. Bây giờ tôi nói ông anh nghe. Biết cái này là nó sẽ giúp cho tôi có sức khỏe, nhưng mà đem xuống dưới ghe không có chỗ để. Bây giờ ghe tôi không có nhà có cửa, bao nhiêu đồ tôi để hết ở dưới ghe đó. Rồi còn mấy chục cái bằng gia đình văn hóa nữa. Bằng gì? Mỗi gia đình ta có bằng. Bà làm gì mấy chục bằng? Bà nói quá bà Thủy ơi. Tôi không có nhà, tôi sống trên ghe. Rồi tôi chèo ghe tới đâu mà tôi tấp vô cái tới đó, cái hệ nó phát bằng cái nó phát tôi một cái.
Tôi đi tới chỗ khác tôi đậu cái nó phát cái nữa. Nó phát riết mà 20 cái, 20 mấy cái. Mà có cái bằng này tôi không hiểu nè. Bằng gì? Cái bằng gì mà Tiên Dương gia đình mà 5 năm không tổ chức quýnh lộn. Cái bằng gì la dữ. Thì bà ở con mình bà đâu có quýnh lộn với ai đâu. Đúng rồi. Lãnh cái bằng đó là phải rồi. Nhưng mà tôi nói vậy nè. Sao? Cái ghế này nếu mà cho bả là tôi thấy sái nữa rồi đó. Tại sao sái? Sái, sái. Quá hợp lý như vậy là sái. Ông không có biết, ông không có ở trong cái tổ này, ông không có biết. Cái tổ của tôi còn nhiều người mà phải tan thương lắm. Ai? Để... ai tan thương hơn bà Thủy? Chờ chút xíu tôi dở sổ tôi coi nè. Rồi, dở sổ nữa. Dở sổ tôi coi nè. Đây nè. Đây nè. Còn đây, đi biết bao nhiêu thành phần. Đây. Tí nè. Thằng Tý này tôi nói thiệt nha, 17 tuổi mà tôi chưa thấy đứa nào mà nó có hiếu như thằng này. Tôi dám nói với ông, thằng này nó có hiếu nhất Thái Dương hệ luôn đó. À. Nó thương cha nó lắm, cha đã làm cực khổ chạy đêm chạy ngày. Bữa đó ông bệnh, lao lực, chủ đuổi nó phóng vô, nó giành cái chỗ của cha nó làm để nó thế cha nó nuôi cả gia đình. Thằng có hiếu dữ lắm. Mà bây giờ nó bị một cái chuyện là nó nằm bán thân bất tội, nó nằm một chỗ nó phải cần cái ghế này nè. Chà, tội quá hả? Sao nó bậy? Thì nó chạy xe. À đúng rồi. Thằng mà ông nói là bị bại liệt đó. Rồi thằng đó nó tôi biết nó mà. À vậy hả? Nó làm lụng giỏi lắm, nó tiếp theo cái nghề của cha nó mà. Bà nói đúng à. Nó cái nghề gì vậy bà? Chở thuốc lá lậu. Bà nội cha nó chở mà Honda ngang, mà nó xấy cái nòng to hơn cái nòng Đại Bác vậy đó. Nó chạy nó phóng 180-190 cây số giờ không. Một xe của nó nghe, nó chở bằng xe Honda, mà một xe của nó chở xuống chuyển lên một container vừa kín luôn. Trời đất ơi, bà dữ vậy hả? Bữa đó nó ban vô tôi nè chứ đâu. Bà đi trên lệ bà không đi, tại sao bà ban xuống, bà thấy nhỏ bà còn ban xuống hả? Tôi ban xuống hồi nào? Bà ban xuống mới tải ra tai nạn. Đừng có nói tầm bậy nha, tôi đi mua chai nước tương, tôi đang xách tôi đi giống vậy. Cái đường có 2 thước, nó chở cái bè ngang 3 thước mà nó phóng như ngựa vậy đó. Nó phóng xong rồi cái hàng của nó mới móc vô cái tay của tôi, mới hất cái chai nước tương ra, rồi nó cán lên chai nước tương, nó mới té, nó gãy xương chứ. Nhưng mà cháu kêu ổng cậu ruột đó. Cái gì? Cháu nữa hả? À. Sao ông nhiều cháu quá vậy? Hả? Đó. Móc toàn người nhà đó không à? Trời ơi, thì giúp trong nhà trước mới ra ngoài chứ. Nó mới giúp được. Ôi, trời, có đồ cho mà cũng khó khăn quá. Hay, thôi, tạm ngưng cái vụ này đi. Dạ. Rồi. Dạ. Ra ngoài coi còn cái gì đem vô hết đây. Được. Lấy nữa thôi sếp. Ừ, lấy hết. Nhưng mà nhớ, một cái gối đặc biệt, có cái chữ phụ nữ đem vô đây. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Lẹ lên. Bà làm bây giờ không có ăn được thì cũng ăn ít ít thôi, chứ làm từ thiện mà ăn cò quá trời hả? Trời đất ơi, bà nín chưa? Nín chưa? Con khóc đâu mà nín, nói mà nín gì? Trời đất ơi, tôi chưa thấy con mẹ nào như con mẹ này, chắc bữa nào tôi đốt ghe bà quá. Trời ơi. Ok, đây. Có này kìa. Đó. Quà rồi sếp. Ừ. Cái đó là gì gì vậy? Quần áo. Thôi quần áo thôi, khỏi coi sổ. Thôi, đây là cái món quà rất là thực tế. Bà có thể dùng liền. Mời bà vô trong thay. Thôi cảm ơn, để mai mốt tôi thay cũng được. Làm từ thiện là tôi phải cần chụp hình đưa lên báo chí, hiểu chưa? Người ta kêu thay thì cứ thay đi, người ta làm từ thiện mục đích không phải là cho quà, mục đích là người ta chụp hình, người ta đưa lên mạng, người ta đánh bóng bù lia cái tên tuổi người ta, hiểu không? Tôi lại bà giờ phải đi thay hả? Thay liền ra đây. Khổ dữ vậy. Ghê luôn rồi. Còn người khác nữa chứ, bụng mình bà hả? Mệt hết sức luôn à. Giờ cái ghế này thấy mê quá trời quá đất luôn thiệt. Dồn cái ghế này tôi thiệt, ngồi lên chút xíu mà thiệt mê nó còn hơn mê vợ nữa trời. Đừng nói ông lên, ông thử nữa nha. Thử chút xíu nữa coi, trong thời gian chờ đợi bác thay đồ thì bấm cái cho tao phê cái coi mày. Đúng hả? Bấm cái coi. Trời đất ơi, nghe nó êm quá trời luôn. Bấm lại. Rồi xong rồi đó. Nó có lên cổ đó, xuống xương sống, xuống xương cùng quá, đi quăng ngã ba rồi xuống hai chân. Cái gì mắc nết đây ông nội? Dạ mắc nết không mà. Ông nít đi. Bước xuống. Bước xuống. Nghe không? Có lâu tài không? Cái xương đen một cái ghế này, nghe chưa? Ông là cái thứ vô liêm sỉ. Đó coi, chữ nặng quá vậy. Nặng sao không nặng? Nè ông nín nha. Nín gì? Từ từ tôi bước xuống. Nhưng mà khi tôi ngồi trên cái ghế này tôi mới có cảm giác nè. Cảm giác gì?
Nội ơi, bây giờ tôi mới nhìn thấy có những cái ghế mà khi người ta ngồi lên cái ghế này rồi, dù chửi mắng miệt thị như thế nào họ cũng không bao giờ tuột xuống. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Khi mình tuột xuống phải có con cháu mình ngồi thấy. Không có con cháu gì hết trơn đó. Tôi mời em xuống. Thì xuống từ từ làm dữ hả? Lẽ đó. Với từ thiện mà làm dữ hết trời. Trời đất ơi. Mai tôi ra chợ tôi mua 4-5 cái vậy thôi. Đó. Ồ. Hot girl. Hot girl. Hot không gỡ khép. Cái này là woman in red nè. Woman in red. Trời ơi. Giờ xa xa tưởng Hồ Ngọc Hà chứ. Nhìn tóc thế chứ. Bà đó hả bà Thủy? Trời đất ơi. Sao sao? Bà Thủy, vén tóc lên coi. Sao vậy? Bà mặc bộ đồ này tôi dòm tôi thấy bà trước sau như một á. Mặc cái bộ này rồi vô xong vừa bước qua mương. Sao? Ca sặc nó chết. Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Cái gì? Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Da ta trắng là tại người ta có tiền, người ta đi tắm bùn. Còn tao ngày nào tao cũng tắm sình á, nên nó trắng. Thôi thôi đừng có nói nhiều bộ đồ. Mà đi tặng cái bộ đồ gì mà bất nhân vậy? Thôi bộ đồ này ở đâu bà ông nội? Đi tặng cái bộ đồ gì đâu mà gió xong nó lồng lồng luôn. Tên nó bào ngư di ca. Nó lạnh tai hết trơn rồng. Còn ngư di ca ở đâu? Thì người ta nói vậy mà không tìm hiểu chứ. Thôi được rồi. Dạ. Nè, bộ đồ này ở đâu mà mày có mày đưa mày? Nè bà Thủy mới nói tôi mới nhớ. Bộ đồ này đâu sao quen quen vậy? Dạ bộ đồ của cô Hai. Trời ơi. Dạ. Sao mày lấy đồ con gái tao mày đưa sao? Tại cô Hai lúc trước á mặc bộ đồ này đi đua xe mô tô á sếp, mà bị tai nạn chết người nên mới cho đi từ thiện á cho xả xuôi nên mới cho bả đó. Trời ơi mày hết chuyện rồi. Trời đất. Mày lấy đồ của một con gái tao mày bị tao. Mày làm mất mặt tao quá. Thôi đi ra ngoài. Đi ngoài. Lấy đồ vô đây chụp hình để đi về. Ô con, dạ, dạ. Con dạ, dạ. Chụp hình nữa hả? Chụp hình nữa bà. Chụp hình. Chụp hình nữa bà. Nhanh nhanh đi chứ đây lạnh quá rồi. Bình tĩnh đi. Ráng đi, ráng đi. Bà lạnh không? Mà gió nó vô. Gió hả? Tôi kéo xuống. Thì đứng che cho bà đi. Tôi kéo xuống nè. Kéo xuống nó ra tuột ở trên. Cầm giùm đầu á. Rồi. Đây là công ty của ông á hả? À. Công ty cực lạc. Mấy cái bác chụp hình lên chụp chụp. Đấy, chờ xíu chụp hình. Chụp nha, đứng im nha. Ê khoan, khoan, chậm, để chậm. Cho tao. Ờ, vậy đi. Chụp nha, nè vào đó, đó à. Bắn tim, bắn ông tim. Ông chỗ, ông chỗ, dừng ở đây. Rồi, ok, nè vào đó. Rồi, xong. Bao nhiêu vậy? À, cho được 200 triệu. Le lưỡi muốn chết mẹ luôn. Đây, đây, cầm đây đi. Cho hiện, nhanh đi sếp. Đây là tượng trưng thôi. Ủa, quan trọng là hiện kim. Hiện kim. Cái này mới quan trọng. Cảm gửi ơn. Cho bà. Đây là tôi tặng riêng cho bà. Cảm ơn. Nha. Thôi được rồi. Xong chưa? Đi lẹ đi sếp. Sao? Đi đâu? Đi, đi, đi vô. Đi qua. À, dạ. Cảm ơn nhiều. À, cảm chào bà đi. Nha. Gì vậy? Sao ông giật vậy? Giật cái gì? 200 triệu mà mỏng lét trong cái bao thơ này tôi nghĩ không phải là tiền mặt mà nó là cái gì? Xét. Hiểu không? Ngân phiếu. Thì đưa tôi đi lãnh. Bà lý do gì bà lãnh được? Nhà cửa bà trâu xong. Giấy tờ tiền thân của bà Hà Bá giữ hết trơn trọi rồi. Bà lấy tiền ở đâu? Ủa bà lấy điều kiện nào bà vô ngân hàng bà lãnh cái này? Chỉ có tôi nè, tôi mới còn căn cước. Còn này kia tôi vô tôi lãnh thế cho bà. Hiểu chưa? Ờ. Coi trong đây coi đó. Ủa gì kỹ trời. Có tờ gì trong đây có 10 đô. Nó coi cái bao thơ gì kỳ vậy trời. Hà Bá rượt hai cô hồn này. Trời đất ơi. Nó từ thiện cái kiểu gì vậy trời. Thôi 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 thôi, của đổ hốt, thôi bà lấy 5 đô đi. Tôi lấy 5 đô, tôi còn 5 đô, vậy đi. Sao có 10 đô mà ông cũng chia? Trời đất ơi, không có tôi thì bà có hốt được bộ đồ này không? Hả? Hốt cái bộ đồ này rồi 5 đô đủ tiền mua dầu cạo gió không? Có còn hơn không? Thôi bây giờ đừng có nói nhiều, ngày mai 4 giờ sáng thức dậy chèo ra bên cồn đó, thấy không? Ở bên đó có hai đoàn từ thiện đó, tôi sắp xếp rồi vài bữa thời phó biểu lịch sao tôi báo nữa cho, thấy không? Đi 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 đi, đừng có nói nhiều đi. À thôi tôi đi. Ừ.
Nhớ, ông nhớ canh cái đầu đó giùm tôi nha. Ờ, bây giờ xuống ghe, mang về xuống ghe được không? Không phải, tôi vô tôi thay đồ, chứ trâu nó rượt rồi chết mẹ luôn á. Trời đất ơi, mặc cái bộ đồ thiệt tình. Trời ơi, từ từ, bà coi chừng mấy gà lâu nó dí bà đâu đá đó. Trời ơi, cái ghế này đã quá rồi. Đi về, tao hốt cái ghế này đem về nhà, ghim đựng vô. Rồi lấy ghế về. Xuống. Dạ, lấy ghế về sếp. Ông ngồi qua vậy. Đi xuống. Đi xuống. Đừng cho từ thiện rồi mà làm gì xuống. Cho ai thì cho, mà không ông cho, không có cho ông. Ghế này ông từ thiện rồi mà. Có... Đi xuống rồi đẩy về ghế còn ngon mà. Bây giờ tôi nói. Ghế còn tốt. À. Đem về. Dạ. Hàng mà từ từ. Ba từ thiện mà từ đất tới. Không phải của ông đâu em. Từ đất tới. Sạc lỡ đứa rồi. Sạc lỡ đứa rồi. Có sao sếp? Cái gì? Bồ tài